chủ nhân của chiếc vương miện Vina Woman bản lĩnh Việt Nam. Xin chào 68 thí sinh xuất sắc nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Các bạn đang có mặt tại lớp huấn luyện kỹ năng dành cho Hoa hậu. Với một người Hoa hậu thì kỹ năng trình diễn và thể hiện thần thái và sự tự tin của mình vô cùng quan trọng. Và trong buổi đào tạo đầu tiên này, top 68 thí sinh sẽ được hướng dẫn kỹ năng catwalk và giải phóng hình thể. Đầu tiên, Vương xin được giới thiệu vị khách mời vô cùng đặc biệt. Chị là một người có rất nhiều kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu, giúp cho các bạn có thể thể hiện được thần thái của mình, tỏa sáng nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Và ngay bây giờ, Khánh Vân xin được trân trọng giới thiệu siêu mẫu doanh nhân Vũ Thu Phương, thành viên ban giám khảo. Chị Phương xuất hiện có một cái váy vàng rất là đẹp, rất là lộng lẫy luôn mọi người. Giống như là chị chiếm hết spotlight của cái chỗ đó luôn vậy. Wow, trời ơi đẹp quá. Cuộc xoay váy thân sầu vô cùng là ấn tượng. Đây là những cái bước catwalk mà mình đến đây để có thể học hỏi, để có thể làm được như chị ấy. Lần đầu tiên chị Vũ Thu Phương xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Khả năng mà trình diễn đồng đội nhưng vẫn tôn lên thần thái của từng người là một việc vô cùng quan trọng để khi trình diễn ở trên sân khấu, chúng ta sẽ luôn thực sự tỏa sáng và biết cách làm cho nhau cùng rực rỡ. Chị rất mong là hai mentor sẽ lên đây thị phạm trước cho tất cả các thí sinh cùng chiêm ngưỡng. Các em thấy sao nào? Hai huấn luyện viên cùng nhau catwalk rất là đẹp đôi, rất là ăn khớp với nhau từ những cái bước đi, từ cách di chuyển cho đến cách posing và quay trở lại. Phương ngồi gần cái khu vực sân khấu nên Phương quan sát được là chị Mâu Thủy và cả Kim Duyên đều trao đổi công việc với nhau bằng ánh mắt, không cần phải tập luyện gì trước hết và Phương thấy thật sự rất là chuyên nghiệp. Có thể nhìn thấy là cái việc mà chúng ta chuẩn từng bước một trên sân khấu nó khá là khó khăn. Khi mà chúng ta không có cái thời gian trước đó để bàn kỹ là chúng ta sẽ posing ở cái điểm đầu là bao nhiêu nhịp với nhau. Thế nên là khi mà Mâu Thủy vừa bước về đúng là có nhanh hơn một nhịp so với Kim Duyên, nhưng ngay lập tức bạn ấy đã biết đứng lại chờ slow motion hơn. Thế nên là Mâu Thủy đã chữa được trên sân khấu. Tuy nhiên đây chỉ đi hai người, nhưng sau này nếu như tất cả các em đi đông á thì cái việc đó nó sẽ rất là lộn xộn ở trong đội hình. Và ngay bây giờ thì chị đang muốn Kim Duyên sẽ chọn ra một top 3 người đầu tiên. Team Kim Duyên xin mời Ngọc Châu, Nguyễn Oanh và Bảo Ngọc. Có hơi hồi hộp một chút bởi vì làm một trong những người đầu tiên được gọi lên đi catwalk, nhưng mà mình vẫn luôn luôn sẵn sàng để đón nhận tất cả những thử thách cũng như cơ hội tới với mình. Bọn anh không có bàn trước với nhau rõ kỹ về cái chuyến đi nên có một chút bỡ ngỡ và nhầm lẫn khi ba người cùng đi đội hình 3-4-5. Tại sao lúc mà hai bạn đã bỏ xa em rất là xa mà em vẫn không nhanh hơn một chút xíu để em đuổi theo các bạn mà chị thấy em vẫn cứ lững thững? Cái lúc mà Ngọc và Châu đi nhanh hơn thì em không có thể rượt đuổi, tại vì thế nhìn như là chạy ấy, nghĩ là đợi hai bạn với Ngọc với Châu lên đây đổi dáng xong đi về em mới đi lên, thì sau đó là Ngọc và Châu đi lên nữa thì bọn em mới đi về cùng nhau. Nguyễn Anh không cố tình đâu, bởi vì bọn mình đã có bàn bạc với nhau do có một cái sự chưa hiểu ý một chút xíu thôi. Đó là một cái bài học của mình để mà những cái lần thi chính thức đi tốt hơn. Lần sau chị nghĩ rằng là em sẽ nhanh hơn trong từng cái chuyển động của em, nhưng mà em vẫn giữ là cái khoảng đi nó không bị vội, mình vẫn có cái cách như thế thì nó sẽ nhanh hợp về nhóm hơn. Thì lần sau mình sẽ chú ý hơn việc này nha. Chị mời Mô Thủy hãy chọn team cho mình nào. Bây giờ chị sẽ chọn ngẫu nhiên nha. 247-320-857. Mỹ đi trước ấy, đấy là ý đồ của hai bạn trong team Mỹ. Nhưng mà cái đoạn mà quay về các bạn phải đi cùng nhau, nhưng mà lúc đấy thì Mỹ đã bước nhanh hơn các bạn, lỡ bỏ hai bạn đằng sau thì Mỹ không để ý, thì đấy là lỗi của Mỹ. 247 là có lẽ là em chưa đi catwalk bao giờ hả? Thế nên là cái bước chân của em nó rất là yếu. Tụi em đi chị cảm giác nó rất là loạn choạng ở từ cái bàn chân đến cả cái ống chân. Thế nên trong quá trình mình đi mình cố gắng làm sao chân mình thật chắc vào. Chỉ cần cái nhịp chân của mình đúng nhạc là tự nhiên tất cả mọi thứ nó sẽ đẹp. Đây là lời nhắc chung cho tất cả các em. Có một điều chỉ góp ý nhỏ thôi là khi mà các em đi ba như thế này, chúng ta nên đi cùng nhau.
chứ đừng có bạn đi trước bạn đi sau sẽ cảm giác là cái người ở giữa nổi bật hơn và hai bạn còn lại giống như là làm nền ấy. Chị nghĩ là cái cùng nhau chúng ta tỏa sáng nó quan trọng hơn. Em để ý ngày hôm nay nha, các bạn đang mang những đôi giày rất là đẹp. Chị đang tiến hỏi kinh vân luôn á. Hai em công nhận rằng giày năm nay chuẩn bị các em quá sướng luôn. Cái giày đẹp mà vừa chân như này cũng làm cho các em cảm thấy tự tin hơn đúng không? Đôi giày của Salaka vô cùng đẹp. Khi đi đôi giày đấy, Linh cảm thấy rất là tự tin. Giày rất là đẹp, những cái chi tiết kim tuyến này chia như giày rất là xinh và thời trang. Chị hay là một đội 6 người mình đi với nhau thử luôn không chị? Rồi, 6 luôn. Cả đội mình cứ đi theo flow và mình nhìn nhau và cố gắng để nghe nhau để đi ấy. Dù mình không theo plan nhưng nó vẫn ok. Cả 6 bạn đều rất là lắng nghe và thấu hiểu với tất cả các bạn thí sinh khác. Đó là một phần lý do lớn để team của Hoa có thể làm những cái động tác mà đồng đều và đẹp. Khi mà tụi em họp nhóm lại tụi em đi thì chị vẫn cảm giác là tụi em đang bị thoải mái quá trong cái vấn đề mà đi đồng đội. Đồng ý là tụi em cũng sẽ nương nhau nhắc nhau nhưng mà tụi em cần phải khéo léo hơn, chứ không thể để cho người ta nhìn thấy mình nhắc nhở nhau quá nhiều. Nó sẽ để lại một cái nhìn thiếu chuyên nghiệp hơn. Với một cái màn catwalk team thì đã được chị Phương chỉ ra những cái khuyết điểm và Hoa đã rút được rất là nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình. Hy vọng rằng ba người chị chọn sẽ giúp ba người kia, ai cũng sẽ có cơ hội đi lên catwalk. Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Thị Thanh Khoa, Bùi Lý Thiên Hương, Nguyễn Thu Hằng, Phạm Diệu Linh, Phan Ngọc Ngân. Chị không chọn những bạn chuyên nghiệp hết là tại vì sao? Tại vì chị muốn có mặt những bạn mới để mà bạn trải nghiệm. Thủy kết hợp giữa người có kinh nghiệm rồi và người chưa có kinh nghiệm. Bởi vì Thủy muốn cho tất cả các thí sinh của mình có cơ hội được cọ sát nhiều hơn. Bất kỳ bạn là ai, bạn nổi tiếng hay chưa thì bạn vẫn có cơ hội bạn được tỏa sáng. Phần catwalk rất là thú vị, được kết hợp từ 6 chị em trong team của Mô Thủy. Bản thân Ly cũng thích những cái sự ngẫu nhiên sắp xếp mà trước giờ mình chưa từng được làm việc chung. Cái nhóm mình mới chỉ bàn bạc với nhau về cái đường đi lên và cái lúc phô sáng. Cái lúc về thì nhóm mình chưa có bàn luận nên là hơi có lọng cọng và hơi lộn xộn một chút. Chị có một lời nhắc nhẹ cho 208 với lại 859. Hai em đánh cái biên độ tay quá nhiều. Nãy giờ chị thích nhất là cái cách đánh tay của 343. Hương Ly khi mà đi thì cái tay nó rất là vừa, thì lúc đó em sẽ có cái dáng khoan thai hơn. Còn khi mà em đánh mạnh quá thì là nó sẽ đi chợ hơn. Hai em tiết chế lại đâu đó khoảng chừng 10-15cm cho cái biên độ đánh tay thì chị nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn. Và ngay bây giờ đi mời cho đội Mô Thủy lên nào. Dần. Nãy học sao? Em tưởng tượng là tụi em đang đứng trong sân khấu nè. Hai người đi ra tạo dáng, xong ba người đi ra tạo dáng, rồi lên thôi. Hai bạn đi ra xong 239 mới đi ra nha, đừng đi ra vội. Tham gia vào nhóm catwalk 10 người, chúng tôi đã đi bằng cái tinh thần và cái sự tự tin hết mức có thể. Các bạn biết không, 10 người thì không thể nào đồng lòng làm việc với nhau chỉ trong vòng 2-3 phút được. Trong cái quá trình mà tụi mình đi á, nó cũng đã có những cái sai sót, cũng có nhiều cái mà mọi người chưa có hiểu ý nhau lắm. Đúng rồi. Có thể là mình đã đi tốt, nhưng mà ở đây cần một cái sự đồng đội. Và khi mà đi chung 10 người với nhau rất là khó để có thể mà đi đều và đi đẹp nếu mà mình chưa có sự chuẩn bị trước đó thật là tốt. 6 người đó, 6 người là... Chán tôi, chưa chán ghê vậy đó. Tôi giận lắm luôn á. Em bực quá. Sao bực? 101, 177, 239, 822. Nếu mà tụi em không cố gắng nữa, chị rất là khó giữ tụi em. Biết sao không? Tụi em sẽ làm ảnh hưởng tới tất cả các bạn trong đội. Ai cũng làm tốt hết mà các bạn không làm tốt. Các bạn sao á, các bạn nhìn ở đâu á. Sau này tụi em sẽ gặp 40 người, bây giờ có 10 người làm không xong. Quá thất vọng. Thủy không vui lắm. Tại vì các bạn không có tập trung, quên mất đây là teamwork, là tất cả chúng ta làm việc chung với nhau thành một cái khối hoạt động. 1, 2, 3, đi. Đi nó hơi lài ra xíu nha. Hai em đi cùng nhau, tập trung lên đi, đi lại một lần nữa. Các em đi cuốn chiếu vào nhau, các em phải nhìn cái người đối diện đã cùng nhau chưa. Đây chỉ là một cái buổi tập luyện thôi mà Duyên đặt rất là nhiều tâm huyết, rất là máu lửa vào trong này. Khi mà mình máu lửa, mình tâm huyết như thế với tất cả các thí sinh thì thí sinh cũng nhìn thấy được điều đó. Và các bạn rất là tập trung cao độ vào cái việc luyện tập. Tôi cảm thấy là đội hình catwalk rất là tốt và thần thái, mọi thứ nói chung là hoàn hảo.
lượng mọi người ngày hôm nay rất là tích cực, giống như là mình được hòa vào đúng với cái năng lượng của bản thân mình và hòa vào đúng những cái con người mà họ làm việc một cách rất là ăn ý với nhau. 609, khi mà đi diễn ra đây ấy, em đang quay em hơi ngược chiều với bạn thì lúc đó em cần phải quay luôn, chứ không phải là em lại lập chụp em quay này xong em lại quay lại như vậy ấy, thì em đang thể hiện cho mọi người nhìn thấy rằng là à, tôi đang bị ngược chiều với các bạn, sửa thời điểm đó lại là không tốt. Nên các em chú ý, đây là bài học chung cho tất cả mọi người. Lỡ như đang on set thì mình lỡ diễn cái đảo, mình sẽ đi luôn theo cái nhịp đó và mình tìm cách sửa ở trong cái nhịp tiếp theo, chứ đừng có lại sửa đi sửa lại ngay thời điểm đó mà ngay sát cái ống kính là mình bị sai đó. Rút kinh nghiệm cái đó cho chị là được rồi. Với những cái sự nhận xét rất là thẳng thắn của Vũ Thu Phương thì hy vọng rằng là tất cả các em thí sinh cũng như là khán giả hãy hiểu cho Phương rằng là với vai trò, vị trí, trách nhiệm của Phương đang mang thì đó là cái điều mà Phương cần phải nói lên với tất cả cái lòng chân tình để cho các em có thể nhìn được những vấn đề của mình và sửa nó trong thời gian ngắn nhất để tỏa sáng. Chúng ta vừa hoàn thành xong buổi học huấn luyện khai quốc đầu tiên và em cảm ơn chị Vũ Thu Phương rất là nhiều đã đến đây ngày hôm nay và chia sẻ cho các bạn rất là nhiều những cái kinh nghiệm của chị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ có thêm một buổi huấn luyện giải phóng hình thể đến từ biên đạo Nhật Anh. Nhật Anh nhảy vô cùng đẹp, rất sexy, tuyệt vời. Nhịp điệu quá thu hút vào cái năng lượng của anh ý. Anh xin chào 68 cô gái xinh đẹp trong ngôi nhà chung của Hoàng Hoàng Vũ Việt Nam năm 2022. Bây giờ tụi em sẽ học một đoạn vũ đạo do anh biên soạn. Mình sẽ bắt đầu ngay bây giờ nha. Thì anh sẽ chỉ cho mọi người từ đầu đến cuối. Tại vì mình chưa sử dụng chân, mình sẽ sử dụng phần thân trên của mình thôi là tay. Mình bắt đầu. Thì động tác đầu tiên, let me see your nail. Đây, đừng có đưa lên như vậy. Yeah. I am. Thì mình đặt tay lên. Và mình rất là bất ngờ vì động tác vô cùng quyết đoán, vô cùng nữ quyền, đúng tinh thần của một Vietnam woman. Hiểu động tác chưa? Thử nhạc nha. 6, 7, go. Bản thân của Dương là một người không hề biết nhảy luôn, nên là vô trong cái lớp học đó thì Dương có phần hơi khớp và hơi chậm lại so với các bạn. Bây giờ mình học tới bước đi ha, và những cái dáng mình cần ở phần dưới mình phải sử dụng luôn, chứ đứng lên không nhảy đơ kỳ lắm. Rồi mình sẽ đi chân trái tay phải. 1 2 3. Thì anh muốn mang những cái điều mới về với Hoàng Hậu của Việt Nam năm nay là những cô gái vừa catwalk và có thể sử dụng được vũ đạo và thể hiện được động tác chắc chắn và dứt khoát. Rồi tay phải chân trái nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3. Mình là một người rất nhiều năng lượng và mình thích những hoạt động có thể di chuyển, đặc biệt là nhảy, và có thể giải phóng cơ thể của mình để thoát ra cái năng lượng quá nhiều của mình. Cần tốc độ mọi người phải làm nhanh hơn nữa. Đoạn này đoạn rap và mình kết hợp những bước đi rất là chắc chắn. You go 1, you go 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 4. Nhảy chưa bao giờ là sở trường của anh cả. Anh đã cố gắng và nhảy theo những động tác mà anh Nhật Anh hướng dẫn, nhưng mà đôi khi mình còn hơi có một chút loạn choạng tại vì động tác hơi khó cho anh. Rồi thử nhạc nha. Đừng chịu trách nhiệm với bản thân nha, tôi không biết. Anh Nhật Anh hướng dẫn cho tụi mình giải phóng hình thể trên giày cao gót làm sao để mà mình di chuyển nó uyển chuyển hơn và mình có được những động tác đẹp hơn. Lớp học này rất là hữu ích. Cái nguồn năng lượng tươi trẻ và sự bắt bài và hiểu được động tác của mọi người năm nay có vẻ nhỉnh hơn một chút xíu và nhảy rất là tốt luôn, thì đó là một cái điều bất ngờ. Các bạn vừa hoàn thành xong buổi huấn luyện giải phóng hình thể đến từ biên đạo Nhật Anh và bây giờ Khánh Vân xin mời hai vị huấn luyện viên sẽ bước lên sân khấu để Vân sẽ công bố thử thách của ngày hôm nay. Như mọi người cũng biết, tiết mục đồng diễn của Hoa hậu Hoàng Vũ là một tiết mục vô cùng quan trọng. Và ngày hôm nay, thử thách của chúng ta với tên gọi Work Your Way. Hai đội sẽ sáng tạo nội dung một bài đồng diễn với di chuyển đội hình, catwalk và hô tên cùng với biên đạo. Và có một điều đặc biệt là bài đồng diễn này sẽ có sự tham gia của hai vị huấn luyện viên. Bên cạnh đó, bài đồng diễn cũng phải thể hiện được tinh thần chủ đề của Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022, đó chính là Vina Woman. Wow, thời đến rồi.
tới công chuyện luôn rồi. Tại vì mình không có biết nhảy mà trong khi đó mình tập còn chưa nhuần nhuyễn nữa. Mỗi đội sẽ có 1 tiếng 30 phút để hoàn thành phần dàn dựng cũng như là tập luyện cho đội của mình. Và sau đó thì mỗi đội sẽ có 40 phút để thực hiện thử thách. Với video clip đồng diễn này, các bạn sẽ được mặc trên mình chiếc đầm rất đẹp đến từ nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Bên cạnh đó thì không thể thiếu những đôi giày thật xinh đẹp đến từ nhà tài trợ giày thời trang chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đó chính là Sri Lanka. Và Vân rất là mong rằng các bạn sẽ sáng tạo nội dung để có được một video clip thật bùng nổ trên nền tảng của TikTok. Nhưng bây giờ Vân có một thông báo đặc biệt của ngày hôm nay. Sẽ có một đội bị trừ đi 10 phút. Bởi vì theo thông tin Vân được biết thì ngày hôm nay có một thí sinh đã đến trễ 30 phút. Điều đó đối với Hoa hậu của Việt Nam, bạn sẽ bị trừ điểm rất nặng vì nó thiếu đi sự chuyên nghiệp. Và đó là đội của huấn luyện viên. Sẽ có một đội bị trừ đi 10 phút bởi vì có một thí sinh đã đến trễ 30 phút. Và đó là đội của huấn luyện viên Kim Duyên. Và bạn đi trễ có số báo danh 601. Vân muốn được hỏi lý do vì sao ngày hôm nay bạn lại đến trễ. Thưa chị Vân cũng như là tất cả mọi người ở đây, lời đầu tiên cho phép em xin được nhận cái phần lỗi của mình và xin lỗi. Về lý do thì em bị mất ngủ nhiều năm nay, khi mà em đi ngủ sớm thì em cũng không thể ngủ được, khiến cho buổi sáng thì em thường sẽ kiểu bị trễ cái khung giờ của mọi người. Gần như là mình không thể ngủ trước 3 giờ sáng và mình luôn phải dùng thuốc ngủ. Em thì em rất là mong muốn là với cái lỗi cá nhân thì có thể chỉ phạt riêng mình em, vì em cũng không mong muốn là vì cái lỗi của một người mà sẽ ảnh hưởng đến cả team, và em sẽ rút kinh nghiệm và sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Rất là cảm ơn bạn vì bạn đã biết nhận lỗi. Khi mà chúng ta đi thi, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn, những cái vấn đề của cá nhân mình. Nhưng mà chúng ta ở đây, tinh thần đồng đội, tinh thần Hoàn vũ là trên hết. Mong là bạn sẽ rút kinh nghiệm và đây cũng là bài học rất là quý giá cho tất cả các bạn còn lại. Team em đã là sai thì em vẫn sẽ nhận cái trừ 10 phút thử thách này. Mình cũng không muốn quá nặng nề trong cái câu chuyện này và mình muốn dùng cái sự thông cảm để bạn hiểu hơn và lấy lại cái năng lượng của bạn, làm sao để cho cả team cùng nhau cố gắng để có được cái kết quả tốt nhất. Chị cũng ghi nhận những cái điều mà em chia sẻ. Chúng ta đi thi chúng ta sẽ rất là vất vả, mỗi ngày có thể là ngủ chỉ 2-3 tiếng thôi. Các bạn phải cố gắng 1000%, 2000% và cả 10000% cho hành trình này, bởi vì áp lực sẽ tạo nên kim cương. Và bây giờ các bạn sẽ luyện tập cho phần thi của mình. Chúc các bạn thật thành công. Bạn là ai? Phong cách của bạn thế nào? Điều gì khiến bạn đam mê? Bạn có đủ tố chất không? Chúng ta luôn bị giới hạn trong những chiếc hộp mà người khác đặt ra. Nhưng với thời trang thì làm gì có luật lệ? Trang điểm để trở thành bất cứ ai. Biến hóa với bất cứ phong cách nào. Với TikTok, chẳng có giới hạn nào cho sự sáng tạo cả. Trở thành một nhà thiết kế thời trang tiềm năng, hay một người mẫu trang bị được công nhận, tất cả đều có thể. No rules in fashion, no limits in creativity. Create yours today on TikTok. Bây giờ chị sẽ chia thành 4 nhóm. Chị sẽ tập cho nhóm 1, nhóm 2 trước. Hai người dẫn đầu của nhóm 1 với nhóm 2 bước hai hướng lên, vòng quanh cái sân khấu hình oval. Cái oval đó ở sau mình đi ngang qua nhau luôn. Đây, chị dẫn thử cho tụi em xem để tụi em dễ hiểu. 1, 2, 3. Thủy chia team của Thủy thành 4 nhóm. Đơn giản là các bạn sẽ nhớ nhóm của mình là nhóm nào, và mình chỉ tập trung tối đa làm việc với cái nhóm đó thôi, và cái sự tương tác của thật dễ dàng hơn. Đấy, chỗ điểm này nè, dừng lại, quay mặt lại. Đúng rồi, xếp thành vòng cung cho chị. Phần dàn dựng đội hình đồng diễn, Thủy có ý tưởng từ cái năm thi của mình, và Thủy cũng có tham khảo trên những cuộc thi quốc tế. Thì mình sẽ chia thành hai hàng, 4-4 cho chị. Các bạn sẽ đi xen với nhau, xen với nhau, xen với nhau. Chị Thủy dành khá là nhiều thời gian để sắp xếp đội hình làm sao để cho đẹp nhất, và để cho tụi mình có thể có một sự liên kết ở trong team, cũng như là sự xuất hiện của chị Thủy làm sao để được tốt nhất. Ví dụ
Khi mà mình đi lố rồi, mình cứ cuộn vòng tròn cho tới hai bạn cuối cùng nè. Chị Thủy cũng là một người thi vào công việc rất là nghiêm túc và chị thật sự chỉnh chu cũng như là đầu tư về tất cả những hoạt động của mình để giúp cho phần trình diễn của đội mình hôm nay tốt hơn. Nhảy lại một lần nữa để chị chọn ra 8 bạn thôi. Chiến lược của Kim Duyên chính là Duyên cho các bạn nhảy trước hết và Duyên chọn ra những cái bạn nhảy tốt nhất và đứng lên hàng đầu, và những bạn đó sẽ là những bạn tập trung được cái ánh nhìn của khán giả, của ban giám khảo. Đầu tiên là cả hai đầu này nè sẽ đi réo lên như thế này tới cái take thứ 3, hàng thứ 2 sẽ bắt đầu đi ra, take thứ 6 là cái hàng cuối cùng sẽ đi ra. Bây giờ mình thử nhá. Kim Duyên là một người rất là nhiệt huyết, hướng dẫn cho tất cả các bạn rất là tận tình cách mình đi làm sao, mình posing như thế nào và cách làm sao để mà mình có một đội hình đẹp nhất khi di chuyển. Đang như thế này đúng không? Thì đi vòng vô đây giùm chị, xong đi lên cho camera bắt vô mặt mình nè, xong rồi cuốn đi vào, y như vậy, hiểu không? Mình cho các bạn hiểu được là các bạn phải đi như thế nào, nhịp các bạn làm sao và cảm nhận được từng bước chân các bạn, cảm nhận được âm nhạc đúng lời, đúng nhạc và nhìn cái đội hình di chuyển cùng nhau tạo nên sức mạnh đồng đội. Chị chọn cái lúc mà các em ra hô tên, chị muốn các em đứng dáng nào thoải mái nhất, cười tươi 1-2 giây xong bắt đầu hả hô. Hô xong cười tươi, đang lấy hình xong rồi hả đi. Với cái sự sắp xếp và huấn luyện của chị Kim Duyên thì tôi tin chắc chắn rằng đội tôi sẽ giành chiến thắng ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ bắt đầu phần thi của huấn luyện viên Mâu Thủy. Các bạn sẽ có 10 phút để ráp sân khấu và 10 phút bắt đầu. Ai đi hướng bên này qua bên này, ai đi hướng bên này qua bên này. Rồi rồi, đứng yên ở đó, đứng yên, chỉ là tách bên ra thôi. Hương nè, đi theo chị nè, đi theo chị, bạn đó đó là đây. Hương đi tới chấm đỏ rồi, em đi vòng qua đường này. Thấy cái chấm đỏ không? Đứng ở đây. Mình sẽ test lại coi mình đi kịp không nha, tại vì bây giờ mình phải chạy đó. 10 phút là một khoảng thời gian quá ngắn để ráp sân khấu. Cũng khá vui bởi vì các bạn cũng nhớ đường like rất là kỹ. Đi Mâu Thủy xuất hiện thì đúng luôn á, những cái phần sáng tạo mang đậm cá tính của một cô Lion King gây được ấn tượng tốt trong lòng ban giám khảo. Lúc mà tập thì rất là thuộc động tác, nhưng mà vô để nhìn dần ban giám khảo bên trên thì đầu óc quay cuồng, không còn nhớ được động tác. Mặc dù là mình cũng cố gắng tập luyện nhất có thể rồi, nhưng mà có một vài lúc mình quên động tác và mình bị trễ nhịp so với các bạn. Tốc độ lên, tốc độ lên, lên lẹ lên. Chị Thủy để ý rất là nhiều về những cái chi tiết nhỏ như là cách tạo dáng, gương mặt thế nào này, lối đi cân chưa và các bạn xếp hàng đẹp chưa. Tất cả những điều chị Thủy làm đều là muốn tốt cho team của chị. Tất cả cười lên, cười lên hãng 7, cười lên Yến ơi. Vì là mình không quen với việc trình diễn trước camera cho nên là mình rất là tập trung vào cái động tác để làm cho đúng và chuẩn, cho nên là mình đã không cười nhiều. Rồi đứng đó luôn, đúng rồi. Nhưng mà khúc này đổi nhạc nó hơi ấy nhỉ. Cả team cũng hơi có một chút bỡ ngỡ, nhưng mà huấn luyện viên Mâu Thủy đã nhanh chóng giải quyết cái vấn đề bằng cách thay đổi cái đường đi cho nó phù hợp với cái nhạc hơn. Cái vòng bự quá, em gom vòng nhỏ là được á. Tại nãy dư nha, chị cho vòng nhỏ lại xíu để đi cho thoải mái. Rồi lại từ đầu. Vừa hết 10 phút, phần thi của huấn luyện viên Mâu Thủy sẽ bắt đầu ngay. Đi tất cả tôi lên, sẵn sàng tôi lên. Yeah, good job. Đúng rồi, cười lên đẹp. Trong lần thể hiện đầu tiên thì thấy các bạn còn hơi bị trật tông chút xíu, nhưng mà lần thứ hai á, các bạn đã bắt đầu rạng rỡ hơn. Các bạn là cảm nhận cái bài hát đó, nó hát về mình là một Vina Woman, cái đó là điều rất là tuyệt vời. Bị trật nhịp khi mà nhảy, mình rất là bình tĩnh, lấy lại được phong độ và nhảy cùng mọi người ở những đoạn sau. Trời thương mình rồi. Team mình có cái sự đoàn kết với nhau và rất là năng lượng. Đến cuối ngày rồi nhưng mà các bạn vẫn nhảy rất là sung, rất là hào hứng.
đôi giày Sri Lanka bling bling Phương mang lên để mà Phương đồng diễn catwalk lên, hô tên mình, hô tên quê hương mình một lần nữa, thật sự rất là tự tin và tỏa sáng nhiều hơn nữa trong phần thi này. Nguyễn Thị Thanh Huy, thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Quỳnh Trang, Nam Định, Lê Thị Kiều Nhung, Trà Vinh, Nguyễn Thu Hằng, Bắc Ninh. Phần hô tên Mâu Thủy là dàn dựng rất là tốt cái tuyến đi. Hai bạn vừa lên đứng ngay micro là có hai bạn đứng đằng sau liền để sân khấu không bao giờ bị chết. Và cái đường Mâu Thủy tập cho hai bạn rẽ ra rất là đều. Lê Phan Hạnh Nguyên, Đồng Tháp, Trần Minh Quyền, thủ đô Hà Nội, Nguyễn Thị Hương Ly, Gia Lai. Hô vang tên quê hương của mình thì Ly nhận thấy rằng có những thí sinh làm rất tốt, nhưng mà cũng có những thí sinh có vẻ như là họ chưa kiểm soát được cái cuộc hơi của mình. Cao Thị Ngọc Bích, Hưng Yên, Huỳnh Minh Thiên Hương, Quảng Ngãi. Cảm xúc rất khó diễn tả khi được một lần nữa hô vang tên quê hương, tên của mình. Nguyễn Võ Ngọc Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Thị Hải Hà, Nam Định. Mình đến đây không phải chỉ là với mục đích cá nhân, mà mình đến đây bởi vì sự ủng hộ của mọi người ở quê nhà. Đó là một niềm tự hào cũng như là một sự động viên lớn. Vũ Thanh Phương, Bà Rịa, Vũng Tàu. Tô Mai Thùy Dương, Quảng Ngãi. Rất là hãnh diện vì mình là một người con của Quảng Ngãi. Mình mang một cái tinh thần tích cực để đến với cuộc thi. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Nam Định. Phạm Thị Kim Vui, Đồng Nai. Ủa chết rồi mọi người. Tất cả mọi người nãy giờ đi á, lúc đầu ra là các em một người nhìn chỗ này, một người nhìn chỗ kia, nó rất là lộn xộn. Các em nên tập trung một điểm nhìn, tại vì khúc đồng diễn của tụi em cái camera rất là quan trọng nè. Đi về hai bên canh chưa được đều, tụi em cứ đi qua, nhìn thấy cái cửa tụi em quẹo vô là được rồi. Người đằng sau nhìn cái óp người đằng trước mà đi là chắc chắn cái hàng sẽ đẹp. Phía bên cánh phải tay của chị, khi đi lên thì hàng của em bị cao hơn hẳn hàng bên này. Tụi em tập đều bị như thế và lần vừa rồi chị vẫn thấy bị lộn xộn như vậy. Và trong cái màn mà múa, các em có một cái khúc mà tụi em gửi cái nụ hôn cho tới khán giả. Thì tụi em không gửi nụ hôn thật, mà nụ rất là gượng, gần như là không có nụ cười ở trong đó. Thì chị hy vọng rằng là tụi em hãy gửi một cái tình yêu thương trìu mến nhất của tụi em đến cho khán giả, để khán giả yêu thương các em nhiều hơn. Các bạn đã có một mentor rất là tuyệt vời, đã dẫn dắt cho các bạn có một cái phần thi thật sự tỏa sáng. Từng chuyển động bước chân của tất cả các bạn từ trên nhìn xuống cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà khi các bạn đi hình chung mà đi vòng vòng, các bạn là đi bị lẻ, không để ý cái người đồng diễn chung với mình, thì đó là một cái điều rất là tiếc. Có một số bạn á, em đang cảm giác là các bạn đi lên một cách hơi mơ hồ, chưa có thật sự là hào hứng, hạnh phúc. Ôi, tôi sắp lên để hô địa danh của tôi và hô tên của tôi. Hen còn nhớ lúc mà Hen đi thi quốc tế á, là khi mà chuẩn bị tập thôi, được hô Việt Nam, trời ơi, nổi da gà rần rần luôn, mà cảm giác là Hen phải khóc luôn á, tại vì hạnh phúc quá. Đó là những cái điều mà Hen góp ý. Có một số bạn khi mà đứng hô tên, chúng ta giơ tay, giơ nhưng mà chúng ta phải tập trước gương rất là nhiều lần. Mình có thể đứng chống tay và mình cười thật là tự tin và rạng rỡ là đã quá đẹp rồi, cũng như là chiếm trọn trái tim của mọi người rồi. Anh góp ý với mentor, khi mà tụi em đi về, Thủy sắp cho tụi em đi hai vòng, tụi em đi chưa hết cái vòng nữa đã chuyển qua nhạc mới, thì cái cảm giác của người nhìn khi mà xem, người ta sẽ là ủa, tại vì nhạc chuyển rồi mà còn rất là đông thí sinh ở đây. Biết cái mục đích của Thủy là muốn đi cho nó nhiều hơn để đỡ bị dư nhạc, nhưng thực ra cách xử lý của mình là mình đi chậm lại một chút. Khi mà mình vừa về đến cửa là hết nhạc thì hai bạn kia đi ra thì nó sẽ đẹp hơn. Cái thứ hai là khi mà 1, 2, 3 tụi em làm rất là ok luôn. Đó là một cái điểm sáng tạo của mentor cho cái team ngày hôm nay. Cái ánh mắt khi mà tụi em cúi xuống và ngước lên thì anh đã thấy được tụi em muốn chiến đấu. Tôi chiến đấu cho ngôi vị này. Bây giờ mình sẽ ráng làm sao mình để cái phần năng lượng cuối cùng thật là mạnh cho cái lần nhảy này. Rất là cảm ơn em giám khảo và đặc biệt là cảm ơn các bạn. Thì biết rằng các bạn có một cái thời gian rất là ngắn để tập nhảy, trong khi tập đồng diễn cũng phải cả 2 tuần. Nhưng mà các bạn chỉ có vài tiếng thôi mà các bạn đã làm được như vậy rồi. Thì các bạn làm rất là tốt. Yeah. Vina Woman. Và bây giờ sẽ là lượt thi cuối cùng của đội huấn luyện viên Mâu Thủy. Một, hai,
time to shine, I'm ready to fight. Call me a Vida woman, I'm ready to fly, let it run the sky. I am a Vida woman, I'm ready to shine, I'm ready to fight. Call me a Vida woman, I'm ready to fly, let it run the sky. Nhanh lên, đi vuông góc nha. Vuông góc. Vuông góc nghe không? Để từ luôn, đi từ từ thôi. Đi từ từ thôi. Lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Từ từ thôi, lên từ từ thôi. Rồi đứng thẳng luôn Linh ơi, ngân vô luôn, ngân vô luôn. Em lên luôn, lên luôn. Phạm Diệu Linh, Vĩnh Phúc, Nguyễn Hoàng Yến, Quảng Ngãi, Phan Ngọc Ngân, Tây Ninh, Bùi Linh Chi, Hà Nội. Nguyễn Thị Thanh Thùy, thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Quỳnh Trang, Nam Định. Tổ trưởng Nguồn Nhâu, thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Nguyễn Quỳnh Anh, thủ đô Hà Nội. Lê Phan Hạnh Nguyên, Đồng Tháp. Trần Minh Quyền, thủ đô Hà Nội. Hồ Vương Linh, Lào Cai. Nguyễn Thị Thanh Khoa, thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Thu Thảo, Trà Vinh. Hoàng Nhung, thủ đô Hà Nội. Huỳnh Đào Diễm Trinh, Long An. Nguyễn Anh Khuê, thủ đô. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Thái Bình. Bùi Lý Thiên Hương, An Giang. Đặng Thu Huyền, thủ đô Hà Nội. Hoàng Như Mỹ, Lâm Đồng. Nguyễn Thị Hương Lê, Gia Lai. Nguyễn Thị Lệ Nam, Tiền Giang. Lê Hoàng Phương, Khánh Hòa. Lê Thị Kiều Nhung, Trà Vinh. Nguyễn Thu Hằng, Bắc Ninh. Tao thì Ngọc Bích, Hưng Yên. Huỳnh Minh Thiên Hương, Quảng Ngãi. Hoàng Thị Hải Hà, Nam Định. Nguyễn Võ Ngọc Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Tô Mai Thùy Dương, Quảng Ngãi. Vũ Thanh Phương, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Nam Định. Phan Thị Kim Vui, Đồng Nai. Mặc dù là mọi người bị áp lực về mặt thời gian, nhưng mà đội mình đã thực sự rất là nhiệt huyết, rất là quyết tâm và đã thực hiện rất là tốt thử thách.
Và bây giờ sẽ bắt đầu phần thi của huấn luyện viên Kim Duyên. Các bạn sẽ có 10 phút để chạy đội hình. 10 phút bắt đầu. Vào đội hình đẹp nhất của team Kim Duyên đâu nào? Lên dáng, chống tay. 6, 7, 8. Bước vào phần đồng diễn, mình có hơi lo lắng một chút bởi vì team mình bị trừ 10 phút. Khi mà tập thì mọi người chỉ tập về cái động tác là chính và các tuyến đi. Nhưng mà khi mà lắp ráp vào sân khấu thì mọi người lại không bị khớp về cái điều đó. Điều mà Yến đánh giá cao ở Kim Duyên nó chính là đi sát luôn với đội hình và format của Miss Universe thế giới. Khi mà đi mọi team của Tiên đã cổ vũ nhau rất là nhiều và mọi người đều mong muốn là trình diễn với tinh thần là đồng đội. Kiểu mình vui ấy. Họ nói em nghe hay đấy. Tôi nhìn nói là hay đúng không? Hay mình hỏi Kim Duyên cho vào trong cái trình diễn. Mình nói là ok, được. Em thấy gài mi trang chị luôn á. Không có đợi bạn nha, đi luôn nha. Cuộn chỉ vào là không để trên sân khấu chết nha. Mình muốn các bạn luôn ở trong một cái tâm thế là các bạn đang ở một cuộc thi thế giới. Chính cái tinh thần đó làm cho các bạn rất là quyết tâm và luôn luôn tập trung cao độ. Duyên để ý nè, kêu bạn kia ra liền, kêu hai bạn kia ra liền. Duyên ra luôn đi em. Đừng có để trống mà em, đừng có để trống. Thấy hai bạn này đi ra là những cái bạn tiếp theo đã phải đi vào nha. Vào luôn. Bùi Quỳnh Hoa. Vào luôn. Đây, quẹo vào đây. Khi mà tất cả các bạn tham gia phần thi thì chị Kim Duyên đứng đấy và chị nói cho tất cả mọi người phải là những người năng lượng nhất để truyền tới ban giám khảo. Andy Nguyen ra đây. Ok rồi, dừng cho chị đi. Tất cả các em vô đây cho chị nè. Khi mà các em đi vào đây á, đứng tách nhau ra, chị đã dặn rồi nhớ không? Để không bị quơ tay chúng mặt. Khi chúng ta làm teamwork thì chúng ta cần một cái không khí và cần một cái tinh thần không chỉ là đoàn kết với nhau mà nó phải mọi người ta gọi là hừng hực khí thế. Thì mình muốn làm điều đó cho team của mình. Và bây giờ phần thi của team Kim Duyên bắt đầu. Đây đã đến lúc là cuộc chiến thực sự bắt đầu. Nên mọi người đều cố gắng chủ động hơn, tập trung phần thi đồng diễn một cách hiệu quả nhất. Tám bạn được đứng ở trên đầu thì rất là giỏi, các bạn có một cái năng lượng rất là tốt, là cái bộ mặt của cái team mình. Tất cả các thí sinh trong team Kim Duyên đều nỗ lực thực hiện như là mình chỉ có duy nhất một trường quay vậy đó. Mọi người cũng rất là hừng hực khí thế, bảo nhau, đôn đốc nhau từ cánh bên nọ sang cánh bên kia. Ngọc Châu, Tây Ninh. Rất là tự hào luôn bởi vì mình chưa bao giờ hô tên quê hương của mình trong một cái không gian rộng lớn như vậy. Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Đồng Tháp. Tiên rất là hãnh diện vì lần này được đại diện cho quê hương Đồng Tháp tại Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Vũ Thủy Quỳnh, Điện Biên. Quỳnh vô bằng hết cái niềm vui cũng như là năng lượng của mình. Nguyễn Thị Thu Hiền, Đắk Lắk. Nguyễn Thị Phương Thảo, Hà Nội. Hô vang cái tên của mình và cái tên của quê hương nơi mình sinh ra, tự hào vô cùng dù là hô bao nhiêu lần đi chăng nữa. Thảo Nhi Lê, thành phố Hồ Chí Minh. Ly Cao Salam Abi, Đàn Vương Nguyễn Trân, Ninh Thuận. Duyên rất là tôn trọng cái bản sắc cá nhân riêng và Duyên muốn các bạn phải thật sự là chính các bạn, thật sự tỏa sáng, thật sự tự hào để hô tên quê hương các bạn. Ngô Bảo Ngọc, thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Hoàng Thu Uyên, Hải Phòng. Với phần thể hiện của đồng đội mình thì mình hoàn toàn tự tin, hoàn toàn hài lòng, thật sự là tự hào bởi vì mình là một trong những thành viên của team Kim Duyên. Và
bây giờ xin mời quý ban giám khảo sẽ đưa ra lời nhận xét. Chị có lời ngợi khen cho Kim Duyên cùng với lại toàn thể các em. Cái màn đan xen của các em rất là đẹp. Chị với lại Hennie ngồi nổi da gà mấy lần. Điều này khó lắm. Tuy nhiên trong cái quá trình mà các em đi lên trên này, khi mà hô vang tên của mình cũng như là quê hương của mình, thì các em sẽ cần kiểm soát cái điểm cuối của các em tốt hơn. Các em luôn luôn đứng hơi xa và các em bị vớ. Các em hơi cúi xuống sẽ làm mất đi cái sự mà kiêu hãnh, đầy tự hào của tụi em. Cũng không cần phải quá hét to lên làm gì cả. Quan trọng nhất là âm điệu của mình nó thực sự truyền cảm hứng, làm sao cho tất cả những người nghe cổ vũ cho tụi em nhiều hơn. Xin được tiếp lời chị Vũ Thu Phương. Hôm nay thực sự là Kim Duyên làm cho chị rất là bất ngờ. Tất cả thí sinh cũng mang một nguồn năng lượng mang tên của Kim Duyên. Và cái phần mà làm chị hú hồn bật ngửa nhất đó chính là cái phần mà Hey! Oh my God! Nó rất là đã và nó làm cho mọi người ở đây giống như là được thêm năng lượng, cuộn trào sức sống và chứng tỏ tất cả các em nó rất là nghiêm túc và tập trung vào cái thử thách này. Và thêm một cái khen cho Kim Duyên là Kim Duyên biết sử dụng thí sinh của mình rất là thông minh khi mà chọn những cái dàn biết nhảy tốt, chắc chân để mà vừa nhảy vừa bước như khách quốc, rất là giống với đấu trường quốc tế. Tuy nhiên có một cái cần phải nhắc Kim Duyên nên chú ý các bạn là mình hô tên đừng nhìn vào cái micro. Cái micro nó không có cái gì trong đó tụi em coi hết. Làm ơn tập trung điểm nhìn của tụi em vào giám khảo. Và cái phần mà cuốn vô á thì dư nhạc hơi nhiều đúng không? Thì các bạn đi chậm lại một tí xíu, nó sẽ không bị chết sân khấu ở đoạn đó. Vậy có như vậy sao còn lại là oh my god, you wow me. Lúc sáng tại đây tập á thì team tụi em làm cho anh thất vọng nhất. Tại vì á mọi người tập nhảy không có tí năng lượng nào hết. Nhưng mà tối nay tụi em làm cho anh rất là bất ngờ. Duyên đưa một cái bài toán rất là dễ, anh chỉ chỉnh một tí xíu và em giống như tên lửa, em đang tới trên đây luôn. Và em làm cho tất cả mọi người ở đây phải qua và anh cũng phải nổi da gà. Mình đơn giản nhưng mình làm hiệu quả. Team của em đi theo hướng là làm sao để các bạn đơn giản nhất nhưng mà các bạn có thể kết nối được với nhau và sang nhất, beauty queen nhất và hoàng vũ nhất. Cảm ơn các bạn đã cho một cái sự nổi da gà hơi nhiều. Từ anh Nhật Anh, xong quay, chị Vũ Thu Phương nổi da gà tiếp. Nhưng mà có một cái câu nhận xét của chị Yến á, các bạn mang một tinh thần giống như đang đi thi quốc tế, làm Hen nổi da gà. Tại vì đây là cái mà thực sự Hen muốn. Các bạn mang cái tinh thần này, mình giống như là đang thi quốc tế. Có lẽ là một cái lợi thế của Kim Duyên khi thấy được tinh thần, cái sự hừng hực của các bạn thí sinh ở quốc tế. Và Kim Duyên đã truyền cảm hứng cái tinh thần đó cho tất cả các bạn. Và tự bản thân các bạn đã làm rất tốt. Cái đồng diễn của các bạn có cái sự sáng tạo, các bạn bước lên có lửa ở trong đó, tạo một cái rất là wow luôn ấy. Những cái năng lượng mà các bạn có ấy, phải giữ, phải mạnh hơn và bùng cháy hơn. Cho chị hỏi Bảo Ngọc, Ngọc ơi, Kim Duyên cho em chai kem nền chưa? Sao mà em nền em còn trắng quá nè. Đã chỉnh hết tất cả các bạn đẹp, rất là đồng đều nhau rồi ấy chị. Nhưng mà em nhớ tặng Bảo Ngọc chai kem nền đi chứ mặt còn hơi trắng nha. Ngọc nhớ đòi Kim Duyên hai chai. Bây giờ thực sự chiến nào. Rock your stage. Và bây giờ sẽ là lượt thi cuối của huấn luyện viên Kim Duyên. Thành phố Hồ Chí Minh. Trần Tuyết Như, Thái Bình. Đón đẹp. Bùi Quỳnh Hoa, thủ đô Hà Nội. Nguyễn Thị Ngọc Châu, Tây Ninh. Quỳnh Phạm Thủy Tiên, Đồng Tháp. Danny Nguyên, Sơn La.
Quỳnh, Điện Biên. Nguyễn Thị Thu Hiền, Đắk Lắk. Nguyễn Thị Phương Thảo, Hà Nội. Trang Đình Thạch Thảo, Vân Thông. Bùi Thị Thanh Thủy, Phú Yên. Nguyễn Hoàng Bảo Trân, thành phố Hồ Chí Minh. Lê Thị Tường Vy, Quảng Ngãi. Ngô Bảo Ngọc, thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Hoàng Thu Uyên, Hải Phòng. Thảo Nhi Lê, thành phố Hồ Chí Minh. Lê Như Thùy, Cần Thơ. Lê Thu Hòa, Ninh Bình. Nguyễn Đình Khánh Phương, Khánh Hòa. Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Hải Dương. Vũ Mỹ Ngân, Quảng Ninh. Phạm Thị Minh Huệ, Hải Dương. Nguyễn Thị Oanh, Quảng Ninh. Bùi Thị Linh, Thái Bình. Lê Thủy Linh, Thái Bình. Bùi Thủy Nhiên, Vĩnh Long. Đặng Thị Hồng Anh, Hà Nội. Lý Cao Salamabi, Đàng Vương, Huyền Trang, Ngân Hòa. Trần Hoàng Yến, Quảng Ninh. Tâm Như, Thừa Thiên Huế. Nhìn các bạn thi, mình rất là hạnh phúc, rất là tự hào. Tại vì các bạn tự tin quá, xinh đẹp quá, bản lĩnh quá. Và các bạn có một cái tinh thần đồng đội vô cùng cao. Chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành xong thử thách Walk Your Way. Và các bạn đã thực sự rất là tỏa sáng. Nhưng chiến thắng thì chỉ có một. Đội chiến thắng sẽ có đặc quyền. Huấn luyện viên của mình sẽ được chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi tiếp theo để chọn ra thí sinh xuất sắc nhất của tập. Với đội chưa chiến thắng, huấn luyện viên cũng sẽ chọn ra 10 thí sinh trong đội của mình thẻ vào vòng loại trừ. Ngay bây giờ, Vân sẽ công bố kết quả đội chiến thắng thử thách ngày hôm nay. Và đội chiến thắng của ngày hôm nay thuộc về đội của huấn luyện viên Kim Duyên. Yeah! Hạnh phúc quá mọi người ơi, vỡ òa quá. Chiến thắng đầu tiên của team Kim Duyên. Thủy không thấy bình thường. Và bây giờ thì phần khó khăn nhất chắc chắn sẽ thuộc về hai vị huấn luyện viên. Mời Kim Duyên sẽ chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất trong đội của mình. Chị rất là cảm ơn tất cả mọi người. Cái nguồn năng lượng, cái sự đoàn kết của mọi người làm chị rất là hạnh phúc và rất là tự hào. Bây giờ chị chọn ra 10 bạn, không có nghĩa là những bạn còn lại không giỏi. Nhưng mà 10 bạn này thể hiện từ tự tin bản lĩnh. Từ cái việc các em tập luyện, các em nhớ bài, các em đi đẹp và các em hô tên rất là tự hào. Và cả cái thần thái bên ngoài các em thể hiện khi mà các em nhảy nữa. Xin chúc mừng người đầu tiên, Vũ Thí Quỳnh. Thật sự là bất ngờ khi mà được hô tên đầu tiên vào top 10 người xuất sắc nhất. Bùi Huỳnh Hoa, Bảo Ngọc, Ngọc Châu, Thủy Tiên, Thu Hiền, Tuyết Như, Nhật Hà, Thảo Nhi Lê và Phương Thảo. Trời ơi, một lần nữa được vào trong top điểm cao nhất. Mình bất ngờ và mình cũng lo lắng. Chúc mừng 10 em xuất sắc nhất. Và xin mời huấn luyện viên Mâu Thủy sẽ chọn ra 10 thí sinh của mình. Và bây giờ Thủy sẽ chọn 10 bạn thí sinh được vào vòng nguy hiểm. Và hy vọng rằng các bạn
sẽ lấy đó làm kinh nghiệm cho mình. Bởi vì đây chính là thử thách đầu tiên của chúng ta. Và thí sinh đầu tiên được lọt vào top 10, xin mời thí sinh 320 Hoàng Như Mỹ. Vô vòng loại cũng là một cơ hội để mình thể hiện bản thân. 857 Nguyễn Thị Thanh Thùy. 859 Nguyễn Thu Hằng. 303 Tô Mai Thùy Dương. 101 Hoàng Thị Hải Hà. 243 Huỳnh Minh Thiên Hương. 145 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết. 117 Phạm Thị Kim Vui. 822 Trần Minh Nguyên. Mình không đáng để vào vòng nguy hiểm bởi vì là mình cũng có khả năng nhảy, có khả năng kết cuốc và giọng nói của mình cực kỳ to nữa. 814 Hồ Vương Linh. Muốn khóc luôn ấy, tại vì không nghĩ là mình có thể vào top, có khả năng bị loại rất là cao. Vỗ tay cho các bạn nào, để các bạn cố gắng lên. Top lọt vào vòng nguy hiểm đó là các bạn bị căng thẳng nhiều quá, tập nhảy nhiều quá, tới khi mà cái phần nhảy chính thức của mình thì các bạn lại quên mất động tác rồi, xong không đều, rồi có người đi nhanh quá, có người đi chậm quá, nó làm mất đi cả đội hình luôn. Và bây giờ chúng ta đã có top 10 thí sinh xuất sắc nhất và cũng như top 10 thí sinh có nguy cơ loại trừ. Các bạn hãy giữ cho mình một tinh thần thật là sảng khoái, thật nhiều năng lượng và tự tin. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào thử thách tiếp theo của Tôi Là Hoa Hậu của Việt Nam 2022. Khi mà bước ra và thấy chị Yến với lại Khánh Vân đang ở trên cái bàn xoay, thấy hình ảnh của hai chị cũng rất là đẹp. Chào mừng top 10 thí sinh xuất sắc nhất đang có mặt tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Và ngày hôm nay, thử thách của các bạn đó chính là quay một video thời trang với camera 360 độ cùng với thương hiệu IJC trang sức đá quý. Chưa dừng lại ở đó, 10 thí sinh sẽ chia thành 5 cặp và các bạn sẽ thi chung với nhau. Mình đứng một mình để mình posing nó dễ lắm, nhưng mình đứng với cả hai người hay là một team đứng ấy, mình phải posing nó khác hẳn. Các bạn hãy thể hiện tinh thần thật tự tin, thời trang sang trọng nhưng cũng không quên thể hiện cá tính riêng của mỗi cá nhân. Trân trọng giới thiệu thành viên ban giám khảo của thử thách này: siêu mẫu doanh nhân Vũ Thu Phương, á hậu siêu mẫu Võ Hoàng Yến, hoa hậu Hờ Hèn Nghề và anh Ngô Anh Quân đại diện thương hiệu IJC trang sức đá quý. Nay nếu chiến thắng thử thách này cũng chính là thí sinh chiến thắng tập 3 Work Your Way. Mỗi cặp chỉ có 10 phút để thực hiện thử thách của mình. Và xin mời anh Ngô Anh Quân đại diện thương hiệu IJC trang sức đá quý sẽ có đôi lời chia sẻ về những tiêu chí để chấm cho thử thách này. Xin chào những thí sinh xuất sắc nhất của tập 3 Walk Your Way ngày hôm nay. Tôi là Ngô Anh Quân, đến từ thương hiệu IJC trang sức đá quý, một sản phẩm của tập đoàn Charm Group. Và với tiêu chí của thương hiệu chúng tôi được cô đọng bằng công thức 3S. Chữ S đầu tiên là Be Strong, một vẻ đẹp mạnh mẽ. Chữ S thứ hai là Stylish, một vẻ đẹp rất phong cách và thời trang. Và chữ S cuối cùng là Shiny, tỏa sáng từng khoảnh khắc. Chính là thông điệp thương hiệu IJC của chúng tôi. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ hoàn thiện thử thách này một cách rất là xuất sắc. Tôi xin được gửi một lời chúc may mắn và thành công tới tất cả các bạn thí sinh trong thử thách ngày hôm nay. Và bây giờ thì thử thách của các bạn sẽ bắt đầu. Xin mời cặp thí sinh đầu tiên. Câu hai đứa rất là kiểu cũng phấn khích. Ừ. Là được vì cùng nhau thì sẽ thử thi cùng nhau. Các bạn sẽ có 2 phút để được Kim Duyên training cho các bạn trước khi bắt đầu phần thi của mình, và 2 phút bắt đầu. Thế bây giờ chị muốn nha, Nhi với Ngọc có cái sự connect với nhau. Tại vì bây giờ cái camera nó chỉ ở đây thôi, nó chỉ ở mức này thôi, nó không lấy được phần chân. Anh chửi làm sao đứng chân chừng vững nhất, nhưng mà em vẫn có thể xoay được. Kim Duyên đã dùng hết tất cả những cái kinh nghiệm, những cái gì mà Kim Duyên tích lũy được cho bản thân mình để mà hướng dẫn cho các bạn. Trời ơi, sao lại có một cuộc thi nó đỉnh như vậy. Thí sinh em, thí sinh cũng chất mà. Tổ chức cũng chất lượng luôn. Năm nay phải có một lời ngợi khen cho ban tổ chức của cuộc thi, bởi vì rằng là năm nay đã thực sự đầu tư và đổi mới hơn rất rất nhiều. Ánh mắt Ngọc Nhi, dưới con Ngọc nè. Đấy, đúng rồi. Duyên. Dạ. Cô anh điểm cái chỗ mà nó dừng chậm á, để ý này. Cái anh điểm chậm là đằng sau mình ấy. Đúng rồi. Thảo Như Lê phải canh cái chỗ Ngọc nào mà đổ em anh chậm này. Ngọc đừng đổ ra. Quá ngừa. Đổ quá. Đổ quá. Ít đổ thôi. Mọi thứ kiểu less drama. Vì là lần đầu tiên, cũng là thí sinh đầu tiên, mình cũng chưa có hiểu được cái camera cho lắm.
Ê, thấy chưa? Nhi phải, đó lúc mà Nhi phải châu đầu Bảo Ngọc rồi. Nhi quên mất cái vòng 2 lúc mà Nhi phải châu Bảo Ngọc rồi. Vẫn đẹp. Nhi chuyển thành thái rất là tốt đó Nhi. Xong rồi cuối cùng đến và mấy vòng sau thì hai đứa phát hiện là hai đứa phải đứng thẳng. Nhi giữ cái này cho chị và cái hấp tóc cuối cùng cho chị. Một lần làm ăn luôn nha. Giữ nguyên dáng cho chị nào. Tóc, tóc. Hả? Đẹp, vuốt chân sẽ xuống không à. Giữ chung. Đẹp, đẹp đó. Đẹp cái nữa, một lần nữa đây. Đúng rồi. Nhi cũng cảm thấy rất tự tin. Tại vì Nhi cảm thấy Nhi với Ngọc rất là vibe với nhau. Em mời anh Quân ạ. Anh Quân chắc là anh chia sẻ, anh nhận xét nha. Dạ rồi. Tôi cảm thấy rằng là cái clip vừa rồi thì các bạn đáp ứng được một cái tiêu chí của chúng tôi. Đấy chính là cái vẻ đẹp mà mạnh mẽ, là chữ S đầu tiên. Cái thứ hai về cái style, các bạn cũng rất là thời trang. Nhưng cái điểm cuối cùng là cái điểm shiny á. Thì tôi muốn có một cái sự chuyển đổi cảm xúc từ mạnh mẽ sang tươi vui, sang tỏa sáng. Thì điểm này Lê Thảo Nhi làm rất tốt. Tôi chưa thấy điều này ở Bảo Ngọc, nó hơi tiếc một chút. Nhưng mà các bạn đã hoàn thành thử thách này rất là tốt. Xin cảm ơn. Chúc mừng các em. Rồi, chúc mừng các bạn. Chúc mừng các chị bạn. Các bạn sẽ có 2 phút để chuẩn bị trước khi bắt đầu phần thi của mình. Dạ. 2 phút bắt đầu. Đối lên không? Dù là có đứng như thế này thì vẫn phải cố gắng làm sao kết hợp với nhau nhìn camera nhé. Góc mặt của các em bên nào? Bên này. Rồi, phần thi của bạn chuẩn bị bắt đầu. Có chút lo lắng tại vì chưa bao giờ mình thực hiện những cái thử thách như vậy. Hiền nhìn luôn từ đầu. Vòng đầu tiên chưa lấy hình, vòng thứ hai nè. Trang sức đâu, trang sức đâu, trang sức của chị đâu, trang sức của chị đâu. Ok. Ôi, nhìn cũng như nữa. Trời ơi, cứ đi. Đây, Như bị che cái trang sức này thấy không? Như mất dây chuyền nha Như. Đấy, góc chuyển Như sau đẹp này, giữ nha. Em ơi, thần thái hơn nữa nha. Thần thái hơn, nhìn thật ơi. Sâu, thật xoáy và ống kiến. Em luôn lên luôn từ đầu cho chị. Em không có tới nói hơi khẩn như này. Đây là một one shot mà nó là slow motion nữa. Nên là chị muốn em biết luôn camera đang ở đâu, diễn tất cả các góc luôn. Cả hai đứa chưa ai có kinh nghiệm về cái phần máy quay này hết. Cho nên là khi mà mình bước vào thi thì mình cũng có những cái khớp. Bây giờ thì chắc là chị Vũ Thu Phương sẽ thị phạm cho hai bạn xem trước một lần. Và không tính thời gian, tính thêm. Ok. Wow, my god. Thì thực ra lúc nãy khi mà chị xem các em nhìn ở trên này, gần như là tụi em không theo ống kính nhiều, mà các em chờ máy tới phía trước mặt của các em thì các em mới diễn. Mình cần phải chớp lấy ống kính, trình diễn trên một cái bàn xoay với lại cái camera 360 độ. Không đơn giản với tất cả các thí sinh, các em cần phải kiểm soát truyền tải được cái thông điệp của bên nhà tài trợ. Vừa rồi chị thấy là Kim Duyên ấy, khi mà cho hai em đâu lưng vào nhau rất là tuyệt vời. Bởi vì khi đâu như vậy thì các em cần phải diễn đủ cái góc của các em, đúng không? Thậm chí là nếu như tụi em muốn, tụi em vẫn có thể cùng xoay lưng với nhau để mà xoay slow motion ở trên đó theo cái máy luôn. Và thậm chí là mình bắt lấy cái máy, chứ mình đừng có để cái máy nó dẫn mình đi. Đôi khi mình vẫn có thể dẫn được cái máy mà, đúng chưa? Thì cái động tác hai bạn đang quay lưng rất là tốt. Em chỉ đứng đây luôn, em đứng đầu lưng ha. Bây giờ camera đứng đây đúng không? Ok. Camera xoay nè hai bé. Rồi lật mặt qua đây, thấy không? Có nghĩa là tụi em, dụ như camera hướng nào, hướng bên này á, tụi em quay qua đây nè, chị dâu lên với em rồi, thấy không? Xong rồi quay qua đây thì thay với chuyển mặt qua đây. Đơn giản vậy thôi. Cả ba dòng đều phải tập trung vào camera, camera đi đâu cũng phải nhìn nó hết. Cho các bạn làm nhiều đi Duyên ơi, thời gian ơi, bây giờ em đâu. Để các bạn quay nhiều lần đi, tại sợ hết thời gian. Đi theo camera. Camera ở đâu nhìn theo nó. Vô, trang sức đi. Như ơi, Hiền ơi, nhớ nha, dòng đầu tiên định hình thần thái, dòng thứ hai trang sức, dòng thứ ba về lại cái thần thái cho chị, không cần trang sức nhiều quá nữa. Cái camera nó sẽ đi 360 độ quanh mình và nó đi rất là nhanh, nó trôi nhanh làm mức mà em nghĩ rằng là chưa kịp làm thì nó đã xong mất rồi. Rồi.
Tôi cảm thấy rằng là đôi này các bạn được một cái ưu điểm là không, có phải là không biết là có do là ngẫu hứng bốc thăm hay là do huấn luyện viên các bạn gọi là sắp xếp, là các bạn rất tương đồng về ngoại hình, về gương mặt, về thần thái, cái đấy nó là một cái lợi thế. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi cảm thấy được rằng là bạn Hiền thì tôi rất là thích cái thần thái của bạn, nhưng mà bạn Như thì tôi cảm thấy rằng là hình như là hôm nay Như có một cái vấn đề gì đấy ở trong người mà không được vui hay như thế nào. Đâm ra tôi chờ đợi một cái nguồn năng lượng mới từ Như, bởi vì mặt hai bạn rất tương đồng và rất đẹp, nhưng tôi chưa thấy được một cái sự tỏa sáng ở đây, các bạn phải cố gắng nhiều hơn. Tôi hoàn toàn đồng ý với lại anh Quân. Khi mà các em có được một cái sự tương đồng về ngoại hình như thế này thì khi các em diễn đôi nó rất là lợi thế. Ở đâu đó vẫn còn một cái sự hơi cứng ở trong cái ngôn ngữ hình thể của các em. Và chị nghĩ rằng các em sẽ cần phải luyện tập nhiều hơn. Hen nghĩ là một phần áp lực do là cái máy này chuyển động nhanh nên các bạn bị vội. Đây là một cái điều rất là cân nhắc để Duyên huấn luyện cho các bạn ở sau. Hy vọng là tập sau chị sẽ thấy Như hoàn toàn thay đổi nha. Và không ai có ý định là chê em cả. Em rất đẹp, chỉ còn muốn mong thấy em tỏa sáng hơn. Em nó bị thu lại, đúng không? Em bị buồn á. Thật ra thì đây là lần thứ hai em tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Thì trong cái lần trước thì em cũng chưa trưởng thành lắm và em đã có một số cái nỗi buồn cũng như bài học em cần vượt qua và cần phải chữa lành từ bên trong. Và em hy vọng rằng đến với chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, em sẽ bước qua được nỗi đau đó và em sẽ hoàn toàn bình phục. Chị rất là cảm ơn cái chia sẻ của Như về cái nỗi buồn của Như trước đó. Tuy nhiên chị hy vọng rằng là bây giờ chúng ta sẽ phải bỏ toàn bộ tất cả những cảm xúc cũ lại khi mà chúng ta trình diễn. Đừng bao giờ mang cảm xúc của bản thân lên cái những cái shot hình. Rõ ràng là mỗi một lần tụi em có thể đứng ở đây đó là một cái cơ hội, nhiều khi nó là duy nhất, đúng chưa? Thế nên là chị hy vọng đừng như thế nữa, bởi vì ngày hôm nay cũng như mọi người đang nhìn thấy thì chị nhìn thấy em rất là thiếu năng lượng, thực sự thiếu năng lượng, bây giờ cũng không tươi nữa, đúng chưa? Đừng có để người khác phải nhắc mình thì mình mới có năng lượng mới tươi. Ok nhá. Cảm ơn chị. Rồi cảm ơn các em. Rồi cảm ơn các bạn. Như nghĩ đã lính đúc như vượt qua khỏi cái bóng của chương trình truyền hình thực tế cũ và toàn tâm toàn ý nhẹ nhõm bước đến chặng đường tiếp theo. Bản thân Châu thấy thì khi ngày hôm nay tụi mình được đeo trên mình những bộ trang sức với những bộ trang phục đẹp, make up đẹp thì nó làm cho tụi mình tự tin hơn rất là nhiều. Chị muốn từ ánh mắt, động tác đều rất là chuẩn và không có thừa một cái gì cả vì nó là slow motion. Chị muốn lại cái sự kết nối của hai bạn. Mình vẫn luôn quan niệm là học tài thi phận. Khi mà mình được may mắn sắp xếp cùng với lại một người đã có kinh nghiệm thì chắc chắn các khoảng thời gian làm việc để hai người hiểu ý nhau nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Nhìn theo camera nè, tới camera từ Châu. Cũng không ngờ là với những cái kinh nghiệm mà cả hai đứa đã có trước đó rồi, nhưng mà lên trên đấy thì vẫn gặp một số những trục trặc chị nhờ. Dạ. Tới camera của em rồi. Lật người quá, lật người quá. Lại đi xuống đi. Đừng có che mặt nha, đừng che mặt, vuốt lên. Cũng may mắn một điều là tụi mình có kinh nghiệm, cho nên là ở lần đầu tiên mình thực hiện chưa tốt, mình nhìn nhận được những điểm còn thiếu và tụi mình cần phải điều chỉnh những cái gì để lần quay tiếp theo nó tốt hơn. Nè, trang sức. Đúng rồi. Rồi, sang. Rồi, cái này có một cái tay nè, cho một cái tay nè, trong. Sang. Đó, đúng rồi. Ok nha. Mỗi người mang một màu sắc cực kỳ khác. Ở đây các bạn có đầy đủ những kinh nghiệm để tỏa sáng theo một cái cách rất là riêng. Nhìn ngoài. Hay ha, không phải em rất là thích đó. Luôn. Tiểu Hà vừa mới đưa ra thì Châu đã đón cái camera đó. Nhìn cảm giác rất là thích luôn. Thôi đi xuống đi, không cho nữa. Chỉ trong vòng 1 đến 2 lần quay, các bạn hoàn toàn khiến giám khảo đánh giá rất là cao sự tiến bộ của các bạn cũng như là lắng nghe của các bạn. Vuốt xuống. Đấy, đẹp, đẹp. Rồi, bị dướng rồi. Đẹp quá, kẹt luôn rồi. Camera bị dướng. Camera bị kẹt. Nói chung là đẹp quá là camera kẹt luôn. Ok chưa anh? Ok. Đẹp nè. Đẹp. Trang sức rồi sang. Hen kiểu như là chỉ là mới tập 2 thôi mà cái sự hừng hực, cái giỏi của các bạn đó, nó làm cho Hen cảm thấy rất là kích thích. Đây nó là một lời khen nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh cho các bạn, rằng là các bạn phải giữ cái tinh thần này cho đến cuối cùng của cuộc thi. Bởi vì tôi rất là tin tưởng rằng là các bạn có một cái sự tỏa sáng theo cách của các bạn. Tôi rất là cảm ơn các bạn. Các bạn đứng ở đây thật sự rất là tỏa sáng luôn. Nhớ những điều mà được góp ý. Chúc mừng các bạn đã có một cái phần thi rất là tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn ạ. Chúc mừng các em, đẹp quá rồi, nói gì nữa. Hết cái để hen rồi. Rất là vui tại vì những cái sự cố gắng của cả hai chị em mình đã được sự công nhận từ phía của người giám khảo. Chỉ không hy vọng gì nhiều, cái hy vọng là hôm nay hai chị em mình thắng thử thách thôi.
mình cảm thấy hào hứng bởi vì lần đầu tiên được tham gia cái thử thách này. Quá trời, bóng quá trời trời quá. Thì trang sức là cái điều mà người ta phải tập trung vào nhất. Và đặc biệt là cái thần thái ánh mắt của em lúc nào cũng phải ở trong camera. Từ khi mà camera bắt đầu clear tới mình là mình đã phải tập trung vào rồi. Bây giờ mình làm thử trước nhá. Sau các em sẽ nhìn trên sản phẩm và chỉnh sửa trên sản phẩm luôn. Camera đâu? Đi về camera thôi nha ơi. Đúng rồi. Đẹp quá, trang sức đâu? Cái máy xoay nó xoay rất là nhanh. Hoa với Quỳnh không thể nào mà đổi dáng hay như là bởi vì Hoa Quỳnh đang bị tập trung quá vào cái máy. Quỳnh bắt nhịp rất là nhanh và Hoa chỉ thích cái cách mà em vuốt như thế này. Bây giờ mình coi sản phẩm trước nhá. Hoa thấy cái tay Hoa không tài không? Tay chưa đẹp thấy không? Khép tay lại. Mặt hơi cao. Rồi, Quỳnh rất là đẹp nhìn nào. Xem là mình mất thằng sau luôn rồi nè. Rồi, thấy cái lưng chung, mình thấy cái lưng. Thấy không? Đó. Mình có thể chia ra, khúc đầu là mình sẽ sâu cái này, khúc sau là mình sẽ sâu cái tay, mình có thể đưa cái tay đi theo camera gì đó cũng được, kéo về. Khi mà quay hình với trang sức thì cái điều tiêu chí quan trọng nhất chính là làm sao tôn được trang sức lên. Đây, dòng này mới là trang sức nè. Đúng rồi. Quỳnh ơi, quay qua kia luôn Quỳnh ơi, sang lên em ơi. Rồi, đẹp quá. Thật ra là cái máy quay là đi lướt qua mình chỉ còn tầm được 3 giây thôi. Và trong 3 giây đấy thì thật sự là Quỳnh và Hoa thì không thể nào mà đổi dáng hay tương tác được với nhau quá nhiều. Từ nãy giờ thật ra bạn nào cũng quá xuất sắc. Dạ. Rất đẹp, dạ. Rất chuyên nghiệp. Hàng tiền đạo của em hôm qua. Dạ đúng. Hàng tiền đạo. Okay. Hàng tiền đạo quá đẹp luôn. Là cái nhìn cuối đẹp nè. Đừng bỏ camera, nha. Đừng có bỏ camera. Đang thần thái cái cuối mình sẽ tươi. Chuẩn bị nha. Ánh mắt đi theo luôn, ánh mắt của Quỳnh đâu? Đúng rồi. Wow, Quỳnh tốt. Bắn camera. Trời ơi, đúng rồi, đẹp Quỳnh. Yeah. À. Rồi, ok. Đẹp quá. Cảm ơn các bạn. Chị Kim Duyên là người truyền lửa cho Quỳnh và Hoa để hoàn thành tốt phần thi ngày hôm nay. Như là thử thách chỉ để khen thôi. Tức là chị Hen ngồi đây mà cảm thấy sướng ơi là sướng. Các bạn càng làm tốt thì càng sướng. Đó, nguyên cái điểm mà gọi là điểm đẹp là đứng vị trí hàng đầu rồi đó. Tôi nghĩ rằng là bất cứ anh trai mà chuẩn men nào cũng mong muốn ngồi cái vị trí của tôi ngày hôm nay. Đầu tiên là dàn giám khảo quá đẹp. Cái thứ hai là các dàn thí sinh tôi phải nói thật là rất là hoàn thiện về phần nhìn. Nhưng mà đấy là cảm tính, còn lý tính hai bạn rất đẹp, nhưng khi hai bạn đi vào với nhau lại chưa thấy có một cái sự kết nối. Đấy là một cái điểm hạn chế nó hơn một xíu thôi. Nhưng mà hai bạn rất là chúc mừng vì là hai bạn có một cái phần thể hiện rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Ngày hôm qua cũng được chấm về cái tinh thần gọi là tinh thần đồng đội. Đây là một cái sự nhắc nhở tiếp nữa. Chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Tỏa sáng rất đẹp. Và thực sự là chị đánh giá rất là cao Kim Duyên trong cái quá trình mà em tổ chức cho các bạn làm. Và đặc biệt chị cảm ơn các em rất là nhiều khi mà làm cho chúng tôi không cần phải nói quá nhiều mà các em lại quá tỏa sáng. Cảm ơn các em rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Chúc mừng các bạn nha. Lo lắng, cô cũng lo lắng và hồi hộp. Cái camera này nó sẽ di chuyển và cái dòng đầu tiên thì nó sẽ định hình xem là cảm nhận được camera nó ở đâu và nó di chuyển như thế nào, nó nhanh như thế nào. Đặc biệt là nhớ góc mặt nào của mình đẹp nè, tóc của mình đang như thế nào, trang phục của mình ra làm sao, thể hiện hết tất cả mọi thứ. Có một cái áp lực đến từ các cặp đôi khác, đấy là mọi người thi trước rồi biết đâu mọi người làm tốt hơn mình. Nhìn camera luôn em ơi, đấy, đi theo camera. Các em nhớ, tại vì camera sẽ lia 360 độ thì tụi em không cứ, nãy giờ tụi em cứ bị cứng như này. Tụi em cứ cứng này, tụi em thế này là hết. Tụi em không hề mở vai. Đúng cho hai người thì em vẫn có thể mở như này được mà. Qua đây vẫn được. Thì camera qua tiếp thì tới bạn kia rồi. Và khi mà trong khi bạn kia đang qua thì em bên này em quay qua đây luôn ngay lập tức để em đón camera tới. Thì lúc đó em sẽ không có một góc chết nào ở trên cái sân khấu. Còn em nhìn kia, lưng không à. Được không? Rồi, cảm ơn các em. Thử thách càng khó khăn càng đầu tư thì thực ra lại càng cho thí sinh có nhiều đất diễn. Tụi em thử đổi chân trụ qua lại đi, đúng chưa? Rộng ra tại vì đúng rồi, đấy. Lấy nửa chân thôi. Đúng rồi, đổi chân trụ qua lại, đơn giản như là tụi em đang tạo dáng thôi. Đúng không? Đúng rồi, như đúng như Thảo đang làm mà rất là đúng rồi đó. Đó. Dạ, nãy giờ nhiều quá rồi, lố giờ rồi ạ. Ánh mắt nè, Tiên ơi, thần thái sang. Chai JC của chị đâu? Cười tươi nào. Thảo ơi, đấy. Quên chạy theo ông Kiến rồi. Tốt nhất là tụi em đấu lưng vào nhau. Đúng rồi, dễ rồi. Nó chỉ lật qua lật lại thôi mà. Đó, giống như em nhảy đẹp mà đúng không? Đúng rồi. Đó, như động tác mà em vặn người á. 1, 2, 3 Thảo lắc qua. Đúng rồi, Thảo. Đẹp quá. Đúng rồi.
rồi. Ai Jaycee của chị đâu? Nụ cười của chị đâu nào? Shining lên. Đúng. Đẹp quá. Đẹp. Thực sự là những cái lời khen đấy đến từ các vị giám khảo là cái nó như kiểu một sự thức tỉnh ngay lúc đấy. Làm lại một lần nữa nha. Cố lên. Lần cuối này là lần phải làm thiệt đẹp nhất nha. Bản thân mình vẫn luôn luôn nhắc, kể cả không phải là trong thử thách này mà cả thử thách khác, đấy là hãy cứ làm hết mình đã. Là hai đứa mình không có gì ngoài năng lượng và chỉ cần mình buông xả thật là hết mình, thật là thả lỏng thì mình sẽ hoàn thành thật tốt phần thi. Cảm nhận cái không gian này các bạn ơi. Đó. Đó. Mình thật sự rất là phấn khích khi mà xem cái video này của hai bạn. Đẹp quá. Quá, trời ơi, nhảy lên luôn. Mình cảm thấy là mình bị bất ngờ với tất cả những cái phần thể hiện của các bạn, cái sự ăn ý trong cái cách các bạn diễn. Tại vì Thảo á, em có những cái khả năng liên quan đến hình thể em làm rất là tốt á. Thảo là dancer trước đây đúng không? Ừ. Thì em thắng à. Thử thách vừa rồi là một phần nhờ Thảo rất là nhiều. Bảo sao? Cái năng lượng Thảo mang đến cho cả team và Thảo lead các bạn trong cái việc mà dancing á. Tiên đẹp nha, Tiên cười rất là đẹp và sang, vừa trẻ vừa sang là khó lắm á. Thế mạnh của hai bạn là nụ cười luôn á, cái năng lượng hai bạn có. Hôm nay bên cạnh tiêu chí của nhãn hàng IJC là 3S thì tôi xin thêm một chữ S nữa, đấy là giải say mê tự nhiên dành cho cặp đôi này. Tiên và chị Thảo vô cùng là hạnh phúc, rất là vui vì mình đã làm được một cái điều gì đó ngoài cái sức tưởng tượng mà bọn mình đã nghĩ ra. Tôi có thể cho các bạn điểm này vì cái sự kết hợp của các bạn rất là tuyệt vời. Tôi khẳng định luôn tôi sẽ cho các bạn điểm đồng đội là điểm 10. Wow. Rất là thích luôn. Đầm thì đẹp, người thì đẹp mà còn diễn rất là tốt như vậy nữa. Thôi chị Phương nhận xét giả chứ chị thấy mê quá rồi. Chị cảm thấy rất là tự hào về các em. Thực sự để cho một nhà tài trợ có thể mở thêm những cái tiêu chí mới trong một cái cuộc thi như thế này, chị nghĩ điều đó rất là khó. Và ngày hôm nay chúng tôi đã thực sự mãn nhãn. Chúc mừng các em. Chị để ý thêm một cái là hai em đang làm cực kỳ tốt từ tập vừa rồi. Tụi em vẫn là nằm trong top 3. Và tập này tụi em vẫn là tiếp tục nằm trong top. Và chị hy vọng tập sau chị vẫn gặp lại tụi em ở trong top tiếp. Cố lên nhé. Xin chúc mừng các bạn. Trời. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong thử thách của top 10 thí sinh xuất sắc nhất của ngày hôm nay. Trước khi công bố người chiến thắng thì Vân muốn công bố một món quà vô cùng giá trị cho thí sinh xuất sắc nhất của tập này. Đó chính là thí sinh xuất sắc nhất sẽ được nhận một bộ trang sức trị giá 60 triệu đến từ thương hiệu IJC trang sức đá quý và mang tên là The Miss. Vậy thì không biết ai sẽ là chủ nhân của bộ trang sức này đây? Và bây giờ Vân sẽ công bố thí sinh đứng thứ 3. Đó là thí sinh với số báo danh 245 Huỳnh Phạm Thủy Tiên. Và tiếp theo sẽ là thí sinh có số báo danh đứng thứ 2 của tập này. Đó chính là cô gái với số báo danh 224 Bùi Quỳnh Hoa. Và thí sinh chiến thắng của tập này, bạn đã rất xuất sắc, bạn đã chiếm trọn trái tim của ban giám khảo. Và đó là cô gái mang số báo danh 686 Nguyễn Thị Phương Thảo. Trời ơi, không biết nói gì luôn. Vui, vui vô cùng luôn, cảm xúc vỡ òa luôn á. Quá hạnh phúc quá chị ơi. Phương đã rất đúng đắn khi trao vé vàng cho Phương Thảo. Và Phương cảm thấy rằng là hình như vũ trụ đã gọi tên rồi. Trời ơi, muốn chạy là ôm một cái. Trời ơi, tự hào với em quá, tự hào với em quá. Bất ngờ thích không? Đúng. Đúng.
Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong thử thách tiếp theo của Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Chỉ cách Sài Gòn 2 giờ di chuyển, sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên tầm cao mới. Với chất lượng vận hành được bảo chứng bởi hai thương hiệu hàng đầu thế giới, Best Western và Google Hospitality, đón đầu xu hướng Wellness Investment đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà và nhận ngay hàng loạt đặc quyền sức khỏe. Về với Best Western Premier, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình, Best Western Premier, Tràm Resort Hồ Tràm, tuyệt tác trị liệu sức khỏe và tái tạo năng lượng đẳng cấp tại Hồ Tràm. Xin chào các cô gái, và ở đây là phòng huấn luyện team Mâu Thủy. Chúng ta phải sắp vào vòng loại trừ. Thủy cảm thấy khá buồn mà cũng khá bất đắc vì cái kết quả này. Thủy cảm thấy là mình hình như đặt quá nhiều áp lực vào các bạn, vì thế các bạn mất phong độ mình một chút. Nhưng mà cuộc chơi mà lúc nào cũng sẽ có người chiến thắng và lúc nào cũng sẽ có người ra về. Và hôm nay với thử thách chính là ứng xử. Chúng ta sẽ có chủ đề là môi trường. Một vấn đề rất là bao quát đúng không? Thì mỗi người đều có những quan điểm khác nhau, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Có khi nó chưa phù hợp nhưng mà không là sai. Nhưng mà cái việc bạn nói ra cái quan điểm của mình là nó rất là giỏi rồi. Nhưng mà nếu mà mình không biết trả lời sao thì sao? Đúng không? Thủy chia sẻ luôn. Nhưng mà nên nhớ cuộc chiến này là của các bạn. Thủy sẽ chiến đấu cùng các bạn. Thủy muốn các bạn chứng minh các bạn bản lĩnh cỡ nào, có năng lực cỡ nào cho giám khảo thấy, để đưa những tấm vé cuối cùng để các bạn tiếp tục hành trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nhưng mà nên nhớ, mình phải có gạo thì mình mới nấu cháo được. Không có kiến thức, không có nội lực, không có tiềm lực, khó đạt được kết quả cao lắm. Còn hôm nay thì hãy chiến đấu, hãy quyết liệt lên. Mình nhỏ bé nhưng mà mình không có yếu đuối. Mình thấy chị Mô Thủy hướng dẫn rất là nhiệt tình và mình đã có những cái bài học đó để mình áp dụng vào phần thi. Dạ, cảm ơn chị Võ Hoàng Yến đã cho em câu hỏi này. Câu hỏi này rất là hay và em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này. So với một cô gái rất là nhỏ bé như vậy thì về vấn đề này em chưa làm được gì to lớn. Nhưng mà đối với em, riêng cá nhân em nghĩ rằng em có thể làm được A, B, C. Và không chỉ em làm, em còn nói cho cả gia đình em hoặc là những người xung quanh em cùng nhau làm việc đó với em. Nếu có cơ hội, cái tiếng nói em vang hơn, được nhiều người biết hơn, thì em sẽ truyền cái thông điệp đó, cái năng lượng đó dành cho những người xung quanh, thậm chí là Việt Nam và thế giới luôn. Đó, thì chị nghĩ rằng cái đó là chữa cháy, nhưng mà chị không hy vọng là như vậy. Mình đã chia sẻ với các bạn cái chiêu nhỏ nhỏ để các bạn có thể áp dụng trong cái thời gian ứng xử này, và chia sẻ theo cách là để ban giám khảo lắng nghe chứ không phải mình giải thích. Lúc đầu chị nói mọi người đúng không, nói để mọi người lắng nghe chứ không. Em nghĩ rằng quan điểm của em chắc là nó như vậy, thì mình nghe là mình thấy là thái độ là thua rồi. Nhưng mà các bạn hãy nhớ rằng á, các bạn chỉ chưa có giỏi bằng chút xíu thôi. Đừng nghĩ mình dở nha. Team Mô Thủy là team chất thơm, ai cũng có vương miện trên đầu, đúng không? Đừng để bất kỳ ai làm mất đi giá trị bên trong của mình. Đừng đánh giá thấp bản thân của mình. Cố lên các bạn. Rồi, ôm ôm nha cái nè. Ôi dê dê cái đi. 1, 2, 3. Yeah. Và bây giờ sẽ là phần thử thách của nhóm thí sinh đến với vòng loại trừ. Ngày hôm nay, chủ đề của các bạn đó chính là những vấn đề về môi trường. Thời gian trả lời cho câu hỏi của các bạn là 45 giây. Vâng, có những lá bốc thăm thứ tự thi. Mỗi giám khảo sẽ bốc 2 lá phiếu. Rồi, em đầu tiên đi. Dạ, em đầu tiên. Ừ. Dạ, em xin 2 phiếu. Em sẽ để đây. Rồi. Một nè. Một đúng không? Này là một. Bây giờ Vân sẽ đưa cho các bạn keyword và các bạn cầm trên tay và không được mở ra. Sau đó thì từng thí sinh trong đây sẽ có thứ tự mà hồi nãy ban giám khảo vừa bốc xong. Như là Vân là số 16, chị 27. Ai đâu, đâu có biết số ai đâu. Ok. Rồi, ok nha, giữ bình không tĩnh mở ra nha. Không mở ra, rồi. Không mở ra. Chị rất là tiếc khi mà gặp các em ở vòng loại trừ này. Và chị hy vọng rằng là các em sẽ đón nhận tất cả mọi thứ với một nguồn năng lượng tích cực nhất. Và chúng ta vẫn còn một cơ hội cuối này cho tất cả. Thế nên chị rất hy vọng các em sẽ đủ cái tinh thần và cái bản lĩnh để chinh phục chúng tôi một lần nữa. Chị cũng muốn chia sẻ trước khi chúng ta bước vào thử thách ngày hôm nay. Trong hành trình khi mà chị đi thi Hoa hậu á, những cái chủ đề này thực sự là với chị cũng chưa được có cơ hội cọ sát. Nên là trong cái thời điểm hiện tại, dù là
câu hỏi mình khó, nhưng mình cứ bình tĩnh, thoải mái. Mục đích để đưa ra những cái chủ đề này cho tất cả các bạn để nhằm chúng ta thấy rằng là chúng ta phải cần có thêm nhiều cái kiến thức. Tại vì chị ngày xưa cũng đâu có biết gì đâu, nhưng mà chị khích lệ động viên các bạn là không phải là thấy khó mà các bạn sợ hay lo lắng, không sao cả. Chúc các bạn may mắn nha. Thì cũng muốn nhắc lại một chút xíu, hãy thoải mái, thể hiện hết mình. Mình đừng dài dòng, mình đừng lan man, mình đừng sai vấn đề để tránh mất thời gian. Các bạn nhớ nha. Và bây giờ thì Vân sẽ mở bảng thí sinh đầu tiên để bước vào phần thi này. Bạn hãy bước lên phía trước, bắt đầu trả lời nhé. Và thí sinh đầu tiên có số báo danh 320 Hoàng Như Mỹ. Và 45 giây của bạn bắt đầu. Sự nóng lên toàn cầu như mọi người đã biết, đây là một vấn đề thời sự trong xã hội hiện nay. Và mọi người đều biết nguyên nhân là vì ô nhiễm môi trường gây nên. Sự nóng lên toàn cầu và làm băng tan ở Bắc Cực cũng như Nam Cực đã làm nước biển dâng lên, lấn chiếm đi phần đất liền. Và với một cương vị là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, em muốn đứng đây và lan tỏa đến mọi người rằng hãy bảo vệ môi trường. Và bản thân em, một con người nhỏ bé, cũng sẽ góp phần mình vào việc bảo vệ môi trường, đó là thực hiện các việc nhỏ hàng ngày như là sử dụng các đồ dùng tái chế, đi các phương tiện công cộng nhiều hơn. Và em biết là mình sẽ được lên TV ở phần này nên em muốn nói với mọi người rằng, mọi người ơi, hãy bảo vệ trái đất của chúng ta. Cảm ơn em. Quá. Thí sinh tiếp theo xin mời chị Yến. Xin được mời số báo danh 303 Tô Mai Thủy Dương. 45 giây của bạn bắt đầu. Hiện nay trên thế giới thì đang có rất là nhiều cái nguồn năng lượng thay thế, ví dụ như là những cái nguồn năng lượng để thay thế cho dòng điện đang sử dụng hiện tại. Và em nghĩ rằng những cái nguồn năng lượng thay thế sẽ đem đến những điều tích cực và có ích hơn khi mà nó không gây tác hại cho môi trường. Và em mong là những cá nhân đang sử dụng nguồn điện thì chúng ta hãy biết là nguồn điện mình sử dụng nó đang có sức ảnh hưởng như thế nào đến với môi trường cũng như là với con người, để không gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như là đến đời sống cá nhân của mỗi con người. Em xin hết. Cảm ơn bạn. Cảm ơn em. Chị là thí sinh số 3 Nguyễn Thu Hằng, số báo danh 859. Và 45 giây của bạn bắt đầu. Theo em nghĩ, xâm nhập mặn sẽ khiến cho nguồn nước của chúng ta khan hiếm, và bản thân em luôn luôn phải tự nhắc mình và các người thân xung quanh là phải sử dụng nguồn nước sao cho hợp lý, tiết kiệm. Và em muốn có những cái giải pháp như là tích trữ nguồn nước và canh tác thủy lợi sao cho hợp lý để có thể chúng ta có nguồn nước sử dụng khi mà xâm nhập mặn xuất hiện. Bản thân em cũng như tất cả mọi người phải có ý thức bảo vệ môi trường. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Xin mời chị Hen sẽ đọc thứ tự của bạn thí sinh. Trên tay chị có số báo danh là 145 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết. Xin mời em. Và 45 giây của bạn bắt đầu. Với em là một cô gái rất là đam mê thời trang thì em biết được cái việc mà các cô gái rất là muốn mua những cái sản phẩm vừa rẻ, vừa có giá rẻ mà vừa lại có thể được đẹp. Đó là cái việc mà mình đang sử dụng cái việc thời trang nhanh rất là lạm dụng trong việc đó, và vô tình chúng ta đã làm cho môi trường của chúng ta bị ảnh hưởng. Vì khi mà vì thế nên là em cũng có một cái dự án là tủ quần áo yêu thương. Em đã dùng những cái sản phẩm quần áo cũ của em để em mang đi bán, và em lấy số tiền đó em có thể đóng góp được cho những cái hoàn cảnh khó khăn, và bên cạnh đó có thể bảo vệ được môi trường. Thì em muốn gửi đến tất cả các cô gái rằng mình hãy làm sao để có thể vừa sử dụng được, vừa đam mê thời trang và có thể vẫn bảo vệ được môi trường ạ. Em xin cảm ơn. Cảm ơn em. Mời chị Mâu Thủy. Và thí sinh tiếp theo đó chính là bạn 117 Phạm Thị Kim Vui. 45 giây bắt đầu. Ý thức về phân loại rác thải ngày nay rất là quan trọng, bởi vì khi chúng ta phân loại rác thải thì chúng ta có thể kiểm soát được lượng rác thải sẽ được thiêu hủy và phân hủy một cách chính xác. Và thì ý thức của con người chúng ta là hãy phân loại rác và sử dụng các loại vật liệu mà có thể dễ phân hủy, dễ dàng phân hủy để bảo vệ môi trường.
cá nhân em thì đó là ống hút nhựa. Là thứ mà em loại bỏ đầu tiên, bởi vì nó có thể gây hại cho các sinh vật ở môi trường nước, các loại nắp chai. Em cảm ơn ạ. Và bây giờ thì sẽ là phần thi của thí sinh có số báo danh 857 Nguyễn Thị Thanh Thùy. Và 45 giây của bạn bắt đầu. Ai cũng đã biết thì rừng là một lá phổi xanh của trái đất. Với khái niệm là một lá phổi thì nó giống như là một bộ phận trong một cái cơ thể độc lập. Thì ở đây mình đang sống ở trong một cái hành tinh xanh, cũng giống như là một cơ thể. Để một cơ thể phát triển tốt và được vận động khỏe mạnh thì chúng ta cần phải bảo vệ. Thì trái đất cũng như vậy. Em đã cùng với các bạn của mình thành lập ra những cái nhóm là đi gom những cái ve chai và trồng những cái cây xanh. Ví dụ như là trong cái thời điểm dịch bệnh thì ở nhà em cũng đã lên cái kế hoạch là có thể trồng nhiều cây xanh hơn và cũng như là có thể tận hưởng được cuộc sống. Em xin phép cảm ơn bốn vị ban giám khảo và chị Mô Thủy đã lắng nghe ý kiến của em ạ. Cảm ơn em. Và số thứ tự tiếp theo, xin mời bạn mang số báo danh 243 Huỳnh Minh Thiên Hương. Và 45 giây của bạn bắt đầu. Đối với quan điểm cá nhân em thì những vấn đề mang tính toàn cầu đòi hỏi những giải pháp toàn cầu, tức là nó bao gồm cả những vấn đề về ô nhiễm môi trường, về thời trang nhanh, về xâm nhập mặn như các bạn đã nói, thì nó đến từ ý thức của con người. Nó bắt nguồn từ ý thức con người, và ý thức con người thì không có thể nào mà thay đổi trong ngày một ngày hai được. Vì vậy em muốn đánh mạnh vào cái việc giáo dục, tức là mình phải giáo dục ngay từ đầu. Và nếu như cái giáo dục nó không có xảy ra, cái tác động của việc giáo dục nó cũng không xảy ra nhanh, thì mình có thể dùng những cái biện pháp như là luật. Ví dụ như rừng thì mình có thể sử dụng luật. Nếu như một cá nhân nào đó gây cháy rừng chẳng hạn, thì mình có thể phạt cá nhân đó là một cái số tiền thật là lớn, để người ta, nếu người ta chưa có ý thức thì người ta có thể sợ cái hình phạt đó mà người ta không có gây ra những cái vấn đề ảnh hưởng tới môi trường. Về thời trang nhanh thì cá nhân em thì em tin là mỗi con người chỉ cần ý thức. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn bạn. Thí sinh tiếp theo là thí sinh mang số báo danh 101 Hoàng Thị Hải Hà. 45 giây của bạn bắt đầu. Vấn đề bất bình đẳng trong môi trường đó chính là việc mà chúng ta đang gây ra cái vấn đề nạn, đó là nóng lên của toàn cầu, hay chúng ta không phân loại rác thải tốt. Thì bản thân em là một người đã từng dạy em của em là em phải phân loại rác hữu cơ hay là vô cơ. Đó là những hành động nhỏ nhất, bởi vì ý thức, mỗi suy nghĩ hay là hành động nhỏ của chúng ta sẽ tác động rất lớn lên cái vấn đề của tương lai ạ. Và đó là những điều mà em muốn gửi gắm đến các bạn đang xem truyền hình, hay là những bạn người trẻ sẽ có ý thức hơn trong việc tự ý thức bản thân mình, có những cái hành động nhỏ nhất, suy nghĩ nhỏ nhất để ảnh hưởng đến những cái vấn đề môi trường trong. Cảm ơn bạn. Cảm ơn. Chị xin được mời thí sinh Hồ Vương Linh, số báo danh 814. Xin mời em. Và 45 giây của bạn bắt đầu. Dạ vâng, thì theo ý kiến của em thì phát triển bền vững đang là một vấn đề mà tất cả các quốc gia trên thế giới đang đều quan tâm. Việc phát triển bền vững đồng nghĩa với việc là bảo tồn cái môi trường sống xung quanh chúng ta. Chúng ta nên nghĩ tới thế hệ sau này, có nghĩa là chúng ta không khai thác một mức quá đà các tài nguyên khoáng sản của môi trường. Từ đó thì các thế hệ sau của chúng ta có thể sử dụng những cái tài nguyên đó để tiếp tục phát triển hơn, bền vững hơn. Và em mong là mỗi người chúng ta nên bắt đầu từ một việc nhỏ nhất, tại vì nó có thể làm nên một hành động. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Thí sinh cuối cùng 822 Trần Minh Nguyên. Và 45 giây của bạn bắt đầu. Môi trường đang ngày càng thay đổi, cháy rừng, lũ lụt, hạn hán. Liệu một ngày nào đó chúng ta kể với con cháu của mình là ôi, ngày xưa có những con vật mà bây giờ tự nhiên biến mất. Mẹ thiên nhiên đã rất nhiều lần lên tiếng cho chúng ta là hãy bảo vệ môi trường. Vì vậy bản thân em chỉ là một hạt cát nhỏ thôi, em không thể làm được những gì to lớn, nên em luôn tự ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất. Vứt rác đúng chỗ, bảo vệ nước, bảo vệ điện từ những hành động nhỏ nhất sẽ giúp cho môi trường càng ngày càng bình ổn hơn, khí hậu sẽ ôn hòa hơn, mẹ thiên nhiên sẽ êm dịu hơn với tất cả chúng ta. Cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Và trước khi đến với phần nhận xét thì xin mời tổ thư ký sẽ lên những kết quả. Xin mời phần nhận xét của ban giám khảo. Thực sự là ban giám khảo ngồi đây, chị nghĩ rằng là
chúng tôi cũng đang rất là chia sẻ với tất cả cái tâm trạng mà các em đang trải qua. Có thể ngay sau đây chúng ta sẽ phải chia tay năm bạn, và chị hy vọng rằng là những cái trải nghiệm mà các em đã có ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ là những cái trải nghiệm đáng quý của thanh xuân của các em. Và chị tin rằng là tất cả những cô gái trẻ năng lượng và nhiệt huyết này sẽ biết thua keo này ra bảy keo khác, được không? Hy vọng rằng luôn luôn các em sẽ đón nhận tất cả mọi thứ với một năng lượng tích cực nhất, với một tinh thần chiến binh nhất, để các em sẽ lại tiếp tục tỏa sáng trong tương lai. Tính đến thời điểm hiện tại, mới làm nhìn các bạn á, Han luôn nhớ mình của ngày xưa. Đó là sự cố gắng hết mình. Có thể nói về nội dung, những khái niệm nó chưa thật sự đi sâu vào vấn đề, nhưng mà rõ ràng các bạn có những cái suy nghĩ để nói bằng cả con tim của mình. Đó là những điều mà Han ghi nhận về sự cố gắng của các bạn. Han xin chúc cho cái hành trình của các bạn sẽ thật sự là các bạn thấy xứng đáng với thanh xuân của mình. Có thể hôm nay không phải là sở trường của các bạn đều có những cái khả năng, năng lực riêng. Và Han chúc cho những cái năng lực, khả năng riêng của các bạn có cơ hội để tỏa sáng và thể hiện bản thân mình một cách hết mình. Rất là tiếc khi mà thấy 10 gương mặt này đứng ở đây. Và chỉ biết đứng ở đây thực sự là cảm giác rất là kinh khủng. Nhưng mà dù kết quả có ra sao đi nữa thì hy vọng các bạn đã có những bài học vô cùng là thú vị. Và các bạn đừng lo, dù chúng ta dừng lại ở đây nhưng chương trình vẫn còn 7 chiếc vé bạc. Lỡ mà có xui xui ở gì về á thì vẫn tiếp tục phấn đấu hơn nha. Và hiện tại thì các bạn rất là đẹp, các bạn là những con người vô cùng dũng cảm. Sợ quá, không nói được nên lời. Mình đã cố gắng hết sức rồi đúng không? Bây giờ mình chỉ chờ kết quả thôi. Và phải nói là ban giám khảo thì sẽ có sự khó khăn khi mà đưa ra những quyết định. Còn em phải nói là em rất là khó khăn khi mà phải đọc tên những bạn thí sinh phải dừng lại hành trình này. Nhưng mà một cuộc chơi thì chắc chắn là chúng ta sẽ có người đi tiếp và có người dừng lại. Nên là ngay bây giờ Vân sẽ công bố 5 bạn sẽ được tiếp tục với hành trình của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Và thí sinh đầu tiên có số báo danh. Trần Minh Quyên. Và thí sinh thứ hai được bước tiếp với hành trình của tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ là thí sinh có số báo danh 814, Hồ Vương Linh. Và bây giờ ngay trên tay Vân chỉ còn lại 3 bạn sẽ được bước tiếp với hành trình này. Thí sinh tiếp theo có số báo danh 320, Hoàng Như Mỹ. Thí sinh có số báo danh 303, Tô Mai Thùy Dương. Cố lên tụi em. Và chỉ còn một thí sinh cuối cùng sẽ được bước tiếp với hành trình của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trước khi Vân công bố thí sinh này thì Vân muốn một lần nữa nhắc lại, nếu như có dừng lại ở ngay bây giờ thì chúng ta vẫn phải tiếp tục hành trình của mình, bởi vì các bạn vẫn còn 7 tấm vé bạc để quay trở lại Hoa hậu của Việt Nam 2022. Và thí sinh cuối cùng có số báo danh 857, Nguyễn Thị Thanh Thùy. Và Vân xin được gửi lời chia buồn đến các bạn vì các bạn sẽ dừng lại tại tập 3 của Hoa hậu của Việt Nam. Nhưng mà hơn bao giờ hết, hãy luôn mạnh mẽ, hãy luôn vững tin và chúng ta phải cố gắng để giành lấy vé vàng đến từ ban giám khảo. Mình có những người bạn ở cùng phòng rất là dễ thương, không được đi tiếp nữa thì mình rất là tiếc vì không được gặp các bạn thường ngày. Buồn
buồn vì mình không được đi tiếp cùng các bạn, nhưng mà bên cạnh đó thì mình vẫn có một cái niềm tin vào bản thân mình là mình vẫn tiếp tục cùng đồng hành với cuộc thi, thì mình biết đâu mình sẽ có thêm một cái bảng từ các vị ban giám khảo thì sao. Các thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trong tập tiếp theo, những thử thách bản lĩnh nào đang chờ đón các chiến binh của Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Xin được chào đón chị Trần Thanh Ngân, founder của tổ chức The New Leader, tổ chức giáo dục về những kỹ năng về leadership skill từ Đại học Harvard. Em xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ xin chào đón Hoa hậu Hương Giang. Chào tất cả các thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022. Tôi ủng hộ việc first face và vedette là vị trí quan trọng trong một show diễn thời trang là bởi vì vị trí đó được nhiều tiền. Tôi phản đối với ý kiến này của bạn bởi vì là một show diễn thời trang không thể tốt nếu bạn chỉ là một cá thể mà bạn cần phải có sự giúp đỡ của cả tập thể. Em có nhận xét một chút xíu. Chị có thể cho em nói trước khi chị nhận xét được không ạ? Em nói đi. Theo em thấy, team của chị Thủy đưa ra một cái ví dụ mà bạn ấy cho rằng đúng, cái đó cũng là một cái điểm trừ. Tại vì đó là một cái câu chuyện rất là tiêu cực mà đưa vào cái ví dụ như thế này. Và thêm nữa, đây là debate là ủng hộ và phản đối. Nhưng mà team của các bạn liên tục lặp lại hai lần là team của chúng tôi hoàn toàn không phải là phản đối ý này. Có nghĩa là các bạn đã phủ nhận đi cái phần thi của các bạn rồi. Nếu mà Kim Duyên nói thì em cũng sẽ nói cái quan điểm của mình về cái việc một vấn đề để mình tranh luận với nhau thì mình nêu ra những cái vấn đề tốt khi mà mình ủng hộ cái vấn đề đó, nhưng mà cũng có những cái xấu mà chúng ta cần nên gạt bỏ đi. Và bây giờ chúng ta là tranh luận với nhau, chúng ta đá bóng chứ không đá người, không phản ánh cá nhân của người trình bày mà chỉ nói lên quan điểm của người đó. Và nếu mà 138 đã nêu lên quan điểm của mình thì tại sao team Kim Duyên không phản bác lại cái vấn đề đó nếu mà nghĩ nó sai? Thì nếu mà nghĩ nó sai thì cứ phản bác để chấp nhận cái chuyện đó. Chị nói được chưa? Ai sẽ chinh phục được thử thách để tiếp tục hành trình chinh phục vương miện Vina Woman? Ai sẽ phải nói lời chia tay với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo, được phát sóng vào lúc 20h15 phút thứ Bảy ngày 7 tháng 5 2022 trên kênh VTV9, độc quyền trên YouTube Uni Network, ứng dụng Vion và các kênh truyền hình địa phương.